Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 101. Nhà họ Chu không so được với nhà họ Lý, càng không thể so sánh với nhà họ Tư Mã, thế nên, nói đến đây Chu Trấn Long bất lực thở dài. Thật ra Chu Trấn Long không phải không muốn ra tay, mà trong hoàng tộc, nhà họ Chu không phải là gia tộc mạnh nhất, so với mấy hoàng tộc lớn ở thời kỳ thượng cổ đó, căn cơ của nhà họ Chu còn kém xa. Một lần đắc tội với Ngọc Khuyết Cung và nhà họ Tư Mã đồng nghĩa với việc ép nhà họ Chu vào trong đường cùng. Thế nên dù Chu Trấn Long có lòng cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Thảo nào, Ngọc Khuyết Cung và tộc Tư Mã có thế lực quá lớn ở ngoài lãnh thổ, nếu hai nhà đó mà kết hợp với nhau, e là chỉ có gia tộc họ Doanh mới có thể đánh lại họ. Đáng tiếc, danh tiếng của Tiêu Chính Văn vẫn chưa truyền vào ngoài lãnh thổ, gia tộc họ Doanh lại sáng chói như vậy, không thể nào ra tay giúp đỡ. Lý Chính Đạo cũng bất lực thở dài. Dù là nhà họ Lý cũng không dám dễ dàng đắc tội với Ngọc Khuyết Cung. Dù sao nhà họ Lý của Lý Chính Đạo cũng không phải là hoàng tộc, mà là thế hệ sau của Tam Nguyên Lý Tịnh. Mặc dù chỉ khác có một chữ, nhưng cách biệt căn cơ giữa hai gia tộc Lý không phải chỉ là một nửa. Nếu hoàng tộc họ Lý lên tiếng, ít nhất Ngọc Khuyết Cung sẽ nể mặt hoàng thất Lý Đường, dù không giao Tư Mã Minh Húc ra, cũng sẽ không làm hại gì đến Tiêu Chính Văn. Lúc này đám người Khổng Thiên Tường cũng chạy đến ngoài lãnh thổ, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Ngọc Khuyết Cung và Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn vẫn là người đầu tiên ở thế tục đi vào ngoài lãnh thổ bằng cách này. Hơn nữa người mà anh đang đuổi giết lại là thiếu cung chủ tương lai của Ngọc Khuyết Cung, nhà họ Khổng và các gia tộc khác cũng đều hết mực quan tâm chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Thái độ hiện giờ của Ngọc Khuyết Cung đã rất rõ ràng, Tư Mã Minh Húc phải được bảo vệ, còn Tiêu Chính Văn thả chết không lùi được. Hai bên đã đến mức dương cung bạt kiếm. Chỉ thấy người đàn ông trung niên giơ tay vào không trung, một thanh kiếm dài ba tấc bay vào lòng bàn tay ông ta. Cậu có nhận ra thanh kiếm này không? Người đàn ông trung niên cầm chặt thanh kiếm dài trong tay kiêu ngạo nói. Hiện tượng lạ trong Ngọc Khuyết Cung vừa rồi là do thanh kiếm này phát ra, những người ở đó gần như liếc nhìn một cái đã nhận ra thanh kiếm này kiếm Tử Hà. Đây là một trong số ít các bảo vật trấn cung của Ngọc Khuyết Cung. Kiếm Tử Hà này vừa vung đòn ra thì máu đã văn tung tóe trong năm bước. Vũ khí cao cấp này có cách biệt cực lớn với đao kiếm bình thường, thậm chí có thể khiến một đệ tử bình thường mạnh hơn gấp mấy lần. Huống gì cảnh giới và sức chiến đấu của người đàn ông trung niên lại vượt xa Tiêu Chính Văn, có thể nói Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chính Văn vốn dĩ đã bình tĩnh cũng nổi cơn giận không tên. Xem ra ông định lấy thần binh ra để chèn ép tôi. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó giơ tay lên, một luồng sáng quẹt qua, kiếm Tần Vương lập y hút xê bay vào trong tay Tiêu Chính Văn. Thân kiếm Tần Vương hơi động đậy, ý chí chiến đấu bỗng dâng lên. Thoáng chốc vô số luồng sáng xoẹt qua, ngay cả một phương trời cũng không còn màu sắc. Kiếm Tử Hà trong tay người đàn ông cũng mất đi ánh sáng, như thể đang sợ kiếm Tần Vương trong tay Tiêu Chính Văn. Hả, đó là kiếm Tần Vương. Gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ ngạc nhiên, sợ hãi, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay Tiêu Chính Văn, vẻ mặt phức tạp tiến về trước một bước. Tương truyền rằng kiếm Tần Vương là bảo kiếm đứng đầu trong các loại vũ khí, là ông tổ của tất cả các thanh kiếm, hơn nữa vì có quan hệ mật thiết với Thủy Hoàng Đế nên nó cũng là vũ khí mạnh nhất trong tất cả các loại kiếm nổi tiếng. Trước đó ngoài lãnh thổ cũng từng có không ít các thế lực lớn đi khắp nơi tìm kiếm thanh kiếm biến mất hàng ngàn năm này, nhưng đều không có kết quả. Nhưng hôm nay thanh kiếm này lại được Tiêu Chính Văn cho gặp ánh sáng lần nữa, sao có thể không khiến người khác kinh ngạc cho được. Đồng thời trong mắt người đàn ông trung niên cũng lóe sáng một tia phức tạp, rõ ràng đã có lòng thèm muốn kiếm Tần Vương. Kiếm Tần Vương xuất hiện, e là Ngọc Khuyết Cung sẽ gặp rắc rối. Chu Trấn Long hít sâu một hơi. Bất lực lắc đầu. Kiếm Tần Vương có gì đáng sợ? Nghe nói sở dĩ năm đó Lưu Bang có thể đánh bại được Hạng Vương là vì ông ta dẫn đầu vào cửa chiếm được Kiếm Tần Vương. Cách biệt giữa Lưu Bang và Hạng Vương lớn đến mức nào? Nhưng ông ta vẫn dựa vào Kiếm Tần Vương đánh bại Hạng Vương, cuối cùng còn ép Hạng Vương nhảy vào sông Ô. Cuối cùng Hạng Vương vì muốn chạy trốn Lưu Bang mà chạy vào ngoài lãnh thổ mới thoát được một nạn. Dù là Hạng Vương có biệt danh là chiến thần cũng phải cực kỳ kiêng dè thanh kiếm này, huống gì một người gác cửa của Ngọc Khuyết Cung.
lúc này nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói đúng hơn là đang nhìn vào thanh kiếm trong tay anh. Truyền thuyết về kiếm Tần Vương ở ngoài lãnh thổ quả thật quá nhiều, nhưng mọi người đều không có duyên nhìn thấy. Hôm nay Tiêu Chính Văn cầm kiếm Tần Vương đuổi đến sơn môn của Ngọc Khuyết Cung, Ngọc Khuyết Cung cũng lấy thần binh kiếm Tử Hà ra. Nói cách khác, trận chiến này đã không còn là trận quyết đấu của Tiêu Chính Văn và người đàn ông trung niên trước mặt này nữa, mà là trận chiến đỉnh cao của hai thần binh. Tiêu Chính Văn kiêu ngạo đứng trong không trung, tay cầm kiếm Tần Vương chỉ hơi vung lên. Một luồng sáng màu bạc gần như muốn chém nứt hư không, thậm chí bầu trời bị chém ra một vết nứt. Ngọc Khuyết Cung lơ lửng giữa không trung cũng không ngừng rung chuyển. Dường như cũng không chịu nổi uy lực đáng sợ này. Một luồng khí đế vương từ xa xưa không ngừng tuôn ra vào không khí, sau khi Tiêu Chính Văn vung tay lên thì lập tức tụ lại chỗ kiếm Tần Vương. Nhân Hoàng, Lý Chính Đạo lẩm bẩm nói. Cái gì, Nhân Hoàng, nghe thế Khổng Thiên Tường vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Chính Đạo. Lẽ nào Tiêu Chính Văn là cảnh giới Nhân Hoàng? Không thể nào, sau đó Khổng Thiên Tường lập tức phủ nhận suy nghĩ không thực tế này, sức mạnh của cảnh giới Nhân Hoàng đáng sợ đến mức nào? Nếu Tiêu Chính Văn có thực lực đó thật thì sao lại phải phí lời với một người gác cửa trước Ngọc Khuyết Cung chứ? Thời kỳ xa xưa, Chuyên Húc, Đế Cốc, Hiên Viên Hoàng đế đều là Nhân Hoàng. Tất cả mọi người chỉ biết Đế Tân là Nhân Hoàng cuối cùng của Hoa Quốc, nhưng rất ít người biết Doanh Chính Diệc là Nhân Vương, hơn nữa ông ta mới là vị Nhân Hoàng cuối cùng của Hoa Quốc. Nhân Hoàng truyền thừa hơn mấy chục ngàn năm, khí vận của các đế hoàng đều dồn hết vào gia tộc họ Doanh. Thế nên hoàng đạo của kiếm Tần Vương vượt xa các thần binh khác. Lý Chính Đạo nhìn chằm chằm vào kiếm Tần Vương trong tay Tiêu Chính Văn, không khỏi tán tụng. Đúng lúc này, một kiếm cắt ngang hư không chém thẳng về phía người đàn ông trước cửa Ngọc Khuyết Cung đó. Keng, trong lúc hoảng hốt, người đàn ông trung niên vội giơ kiếm lên đỡ đòn, chỉ một đòn tấn công đã khiến mọi người hoa mắt choáng đầu, người đàn ông đó loạng choạng lùi về sau mười mấy bước. Cậu, đây! Người đàn ông trung niên không dám tin ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, bởi vì mặc dù đòn tấn công vừa rồi không làm ông ta bị thương, nhưng kiếm Tử Hà trong tay ông ta lại xuất hiện vết nứt. Đây là thần binh đấy, Tiêu Chính Văn chỉ đánh ra một đòn lại khiến thân kiếm Tử Hà xuất hiện vết nứt. Cậu Tiêu, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Lúc này trong Ngọc Khuyết Cung bỗng vang lên một tiếng thảng thốt. Có vẻ như uy thế của đòn tấn công vừa rồi đã khiến người trong Ngọc Khuyết Cung hơi kiêng dè. Lúc trước Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể phát huy được hết uy lực của kiếm Tần Vương, chỉ sợ gây ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa một khi không kiểm soát tốt thì sẽ khiến thế tục biến thành núi xác biển máu. Ở ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không lo lắng đến chuyện này, thế nên chỉ một cái vung tay đã kích phát hoàn toàn khí vận đế vương trong kiếm Tần Vương. Cho dù là năm đại danh sơn của thế tục hay Ngọc Khuyết Cung ở ngoài lãnh thổ đều không thể chịu được sự thảo phạt của khí vận đế vương. Nếu Tiêu Chính Văn có thể sử dụng khí vận đến vương một cách tự nhiên thì khi trận chiến này kết thúc, e là Ngọc Khuyết Cung đã biến thành một đống nát vụn từ lâu. Thế nên trưởng lão canh giữ trong Ngọc Khuyết Cung không dám mạo hiểm, chỉ đành cầu xin Tiêu Chính Văn. Không ngờ Ngọc Khuyết Cung cũng có lúc phải chịu thua. Nói rồi Chu Trấn Long hơi kiêng dè nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hơi dùng kiếm Tần Vương trong tay, cười nhạo nói, ồ, bảo tôi dừng tay. Chẳng phải lúc nãy các ông còn muốn trấn áp tôi bằng thần binh đó sao? Có phải trong mắt các ông, thế tục không có vũ khí lợi hại như thần binh? Thế tục chỉ có thể để mặc các ông định đoạt, là người của các ông luôn miệng nói muốn đến giết tôi. Bây giờ thấy ông ta không đánh lại tôi thì các ông lại muốn bênh vực. Thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Hôm nay nếu Ngọc Khuyết Cung các ông không giao người ra, tôi sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Nói rồi kiếm Tần Vương trong tay Tiêu Chính Văn bỗng lóe sáng, thậm chí người đứng xem trận đấu cách đó mấy chục cây số cũng có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh lướt qua người. Cậu Tiêu, khoan hãy ra tay. Tôi sẵn lòng thay Ngọc Khuyết Cung đền tội với cậu Tiêu. Vừa dứt lời, một ông lão mặc đồ trắng nhanh chân từ trong Ngọc Khuyết Cung bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, mỉm cười nói. Có thể, nhưng phải đền bằng mạng của Tư Mã Minh Húc. Tiêu Chính Văn mặt vẫn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, giết người không phải chỉ dập đầu là xong, mày là cái thá gì mà dám khiêu khích với Ngọc Khuyết Cung. Lúc này Tư Mã Minh Húc trốn trong Ngọc Khuyết Cung đã hoảng loạn nãy giờ,
Ngay khi thất trưởng lão chủ động xuất hiện khuyên giải với Tiêu Chính Văn, hắn đã có linh cảm không hay. Hừ, chuyện đến nước này mà mày còn dám ngông nghênh ở đây à? Được lắm, Tiêu Chính Văn cười khẩy, giờ kiếm tần vương lên, nhắm chuẩn về phía Ngọc Khuyết Cung. Thấy cảnh này, thất trưởng lão không khỏi cười khổ. Trước đó cụ ta từng nghe nói đến tên của Tiêu Chính Văn, nhưng cho dù Tiêu Chính Văn có nổi tiếng đến mức nào, cụ ta cũng chỉ khịt mũi cho qua, dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là có chút danh tiếng trong thế tục mà thôi. Làm sao có thể so sánh được với Ngọc Khuyết Cung chứ? Hơn nữa một chàng trai ở cảnh giới nhân vương còn lâu mới được cụ ta xem trọng. Nhưng hôm nay cuối cùng cụ ta cũng nhận ra Tiêu Chính Văn là người không thể nào chọc vào được. Cậu Tiêu, tôi xin cậu nể tình Tư Mã Minh Húc chỉ là phạm lỗi lần đầu mà tha cho nó. Dù sao nó cũng là người tiếp quản mà Ngọc Khuyết Cung chọn ra, nếu, sớm biết có ngày hôm nay, sao ngay từ đầu phải làm thế? Như ông nói đây, anh ta là thiếu cung chủ tương lai của Ngọc Khuyết Cung, các ông không nhận thức được từng lời nói hành động của anh ta sao? Nếu đã như thế thì khi anh ta đến thế tục giết tôi, tại sao các ông lại không khuyên? Có phải các ông nghĩ chỉ cần anh ta ra tay, Tiêu Chính Văn tôi chắc chắn sẽ chết không? Thiếu cung chủ của các ông giết một con kiến nhỏ bé ở thế tục không đáng để nhắc đến sao? Tiêu Chính Văn nói thế, ngay cả thất trưởng lão cũng nghẹn họng. Sự thật đúng như Tiêu Chính Văn nói, mặc dù lúc đó cụ ta đã nhắc nhở Tư Mã Minh Húc không được giết Tiêu Chính Văn với danh nghĩa Ngọc Khuyết Cung, nhưng cụ ta chỉ làm thế mà thôi. Cụ ta nghĩ Tư Mã Minh Húc không thể nào thua Tiêu Chính Văn. Nhưng kết quả lại khiến ông già sống mấy trăm năm như cụ ta cũng không ngờ đến được. Tư Mã Minh Húc không chỉ thua Tiêu Chính Văn mà còn bị Tiêu Chính Văn đuổi đến tận cửa nhà. Thấy thất trưởng lão chắp tay với Tiêu Chính Văn, Tư Mã Minh Húc cảm thấy không ổn. Có vẻ thất trưởng lão định hy sinh Tư Mã Minh Húc để bảo vệ Ngọc Khuyết Cung. Thầm mắng thất trưởng lão vài câu, Tư Mã Minh Húc cũng không kịp nghĩ nhiều đã biến thành một luồng sáng chạy ra khỏi Ngọc Khuyết Cung. Hắn biết rất rõ chỉ cần thất trưởng lão gật đầu, Ngọc Khuyết Cung chắc chắn sẽ trói tay chân hắn lại giao cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn Tư Mã Minh Húc chạy trốn, không vội đuổi theo mà lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, giữa chúng ta cũng nên dứt điểm mới được chứ nhỉ. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay lên vung một kiếm ra. Người đàn ông trung niên vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng vừa chạm vào thì ông ta đã biến thành một luồng sáng, sau đó nổ tung mà chết. Chỉ vỏn vẹn một đòn tấn công. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khổng Thiên Tường và Lương Cảnh Long gần như kinh ngạc đến rớt cằm. Không, không thể nào, Khổng Thiên Tường không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đó là cao thủ nhân vương cấp 6 đấy, chỉ một chiêu đã biến thành khói bụi. Mà Tư Mã Minh Húc chạy khỏi Ngọc Khuyết Cung nhưng không dám chạy đến nhà họ Tư Mã, không phải vì lo nhà họ Tư Mã cũng sẽ giao hắn cho Tiêu Chính Văn, mà là khoảng cách quá xa, Tư Mã Minh Húc không chắc Tiêu Chính Văn có bám chặt theo sau không. Một khi bị Tiêu Chính Văn đuổi kịp nửa đường thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Tư Mã Minh Húc trợn mắt, lập tức nảy ra ý. Chỉ cần chạy đến Hoa Quốc thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ ném chuột sợ vỡ bình vì tránh làm người vô tội bị thương. Nghĩ đến đây Tư Mã Minh Húc cố hết sức chạy trốn thẳng đến thế tục. Chỉ là Tư Mã Minh Húc vừa chạy về đến bầu trời Âu Lục thì Tiêu Chính Văn đã đuổi theo ngay phía sau, cách hắn không đến 100 mét. Tiêu Chính Văn, may, lúc này Tư Mã Minh Húc quả thật khóc không ra nước mắt, ngay khi hắn chạy ra khỏi Ngọc Khuyết Cung đã thấy Tiêu Chính Văn ra tay với người gác cửa, theo tính toán của hắn trận chiến của Tiêu Chính Văn với người gác cửa ít nhất cũng phải đánh đến 8 giờ. Một tiếng đồng hồ đủ để hắn chạy đến lãnh thổ Hoa Quốc rồi, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể giết người gác cửa đó chỉ trong vòng một chiêu. Thấy Tiêu Chính Văn càng đến gần mình, Tư Mã Minh Húc hoàn toàn tuyệt vọng. Xem ra mình không thể chạy đến Hoa Quốc được rồi, chuyện đã đến nước này có muốn chạy về ngoài lãnh thổ cũng đã không kịp nữa, Tiêu Chính Văn sẽ không cho hắn cơ hội này. Chẳng phải mày muốn giết tao sao? Cứ thế đã định trước giữa hai chúng ta chỉ có thể có một người sống. Nói rồi khoảng cách giữa Tiêu Chính Văn và Tư Mã Minh Húc lại kéo gần mấy chục mét nữa. Thấy Tiêu Chính Văn đã gần mình trong gang tấc, Tư Mã Minh Húc dứt khoát dừng lại. Xoay người nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chính Văn. Sao thế, không chạy nữa à? Tiêu Chính Văn nở nụ cười đầy vẻ thích thú nhìn Tư Mã Minh Húc. Tiêu Chính Văn, mày nghĩ giết được tao thì mày sẽ thắng sao? Nói cho mày biết,
sau khi tao chết, nhà họ Tư Mã sẽ không tha cho mày đâu. Tao đường đường là hoàng tộc của gia tộc Tư Mã, tuyệt đối không bị một tên hèn hạ như mày giết đâu. Tư Mã Minh Húc tao sinh ra là anh hùng hào kiệt, chết cũng là ma anh hùng. Nhưng Tiêu Chính Văn, mày nghĩ cho kỹ đây, sau này mày sẽ bị nhà họ Tư Mã xé xác, chôn cùng tao thôi. Vừa dứt lời, Tư Mã Minh Húc bỗng rút kiếm ra dưới cái nhìn chằm chằm cực kỳ hoảng sợ của tất cả mọi người, thanh kiếm xoay chuyển rồi đặt lên cổ mình. Được, tao đợi xem. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười, chắp hai tay ra sau lưng lạnh lùng nhìn Tư Mã Minh Húc. Phụt, Tư Mã Minh Húc hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thế giới này lần nữa, sau đó dùng sức cắt một đường. Máu chảy xuống dọc theo cổ của Tư Mã Minh Húc, thi thể hắn rơi xuống từ trên không trung. Tư Mã Minh Húc chết rồi. Hàn Hương Nhi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn thi thể Tư Mã Minh Húc rơi xuống. Lúc này đám người Không Thiên Tường đều im như thóc, thậm chí không dám thở mạnh, nhất là Lương Cảnh Long càng sợ đến mức run cầm cập. Trước đó họ còn tự đắc cho mình là thế tử gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ nên không thèm xem Tiêu Chính Văn ra gì. Nhưng so với Tư Mã Minh Húc, họ chẳng đáng gọi là thế tử gì kia. Trong mắt nhà họ Tư Mã, họ thậm chí còn chẳng bằng một con chó. Nhưng cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn ép buộc Tư Mã Minh Húc phải chết, hơn nữa còn ép Tư Mã Minh Húc tự sát trước mặt các cao thủ ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn thi thể Tư Mã Minh Húc một cái, sau đó xoay người rời đi. Thoáng chốc gần như cả thế giới đều xôn xao. Đầu tiên là chém chết sứ giả của Huyền Thiên Đạo Cung, giờ lại cứng rắn ép chết Tư Mã Minh Húc, hơn nữa còn lấy kiếm chèn ép Ngọc Khuyết Cung, ngay cả thất trưởng lão của Ngọc Khuyết Cung cũng phải cúi đầu chịu thua Tiêu Chính Văn. Đây đã không thể hình dung bằng từ kinh hãi thế tục được nữa, bởi vì lần này Tiêu Chính Văn phải đối mặt với thế lực lớn thật sự ở ngoài lãnh thổ. So ra năm đại danh sơn quá nhỏ bé, thậm chí trước mặt Ngọc Khuyết Cung, người của năm đại danh sơn chẳng có tư cách để nói chuyện nữa là. Xem ra là do chúng ta xem thường Tiêu Chính Văn rồi, trước đó tôi còn nghĩ ít nhất cậu ta vẫn còn mấy chục năm nữa mới có thể dần trưởng thành, nhưng kết quả hôm nay của cậu ta để chứng minh mọi thứ. Chu Trấn Long nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn không khỏi thở dài nói. Tôi lại không nghĩ như thế, nhớ đến lần đầu gặp cậu ta vẫn chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1, đến giờ chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lẽ nào mấy thế tử chúng ta chỉ có thể làm nhân vật phụ cho thời đại này thôi sao? Lý Chính Đạo ngưỡng mộ nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn. So với Tiêu Chính Văn, mấy thế tử như họ quả thật không đáng được nhắc đến. Dù Lý Chính Đạo có cả ngàn câu không phục, nhưng ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước chiến tích của Tiêu Chính Văn. Đúng thế, cậu ta quá xuất sắc, cũng may lúc đó Chu Thủy Chân không đắc tội quá thê thảm với cậu ta, nếu không rất khó tưởng tượng đến cảnh nhà họ Chu bị người ta chặn ngay trước cửa đòi người. Chu Trấn Long cười khổ, lắc đầu nói. So sánh với Tiêu Chính Văn, thế tử Chu Thủy Chân của nhà họ Chu đúng là không đáng nhắc đến, cũng may lúc đó Tiêu Chính Văn giơ cao đánh khẽ, nhà họ Chu mới không mất mặt trước nhiều người. Chuyện đã đến nước này, người hối hận nhất không ai khác là Hứa Tinh Nhi. Nếu lúc trước Tiêu Chính Văn vẫn chỉ vang danh ở thế tục thì từ ngày hôm nay danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã truyền ra khắp ngoài lãnh thổ rồi. Đến lúc đó sẽ có biết bao thế lực lớn chủ động làm quen, kéo quan hệ. Sẽ có biết bao cô gái gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ chủ động muốn kết hôn với Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó Hứa Tinh Nhi cô ta xem là cái gì chứ? Nếu thầy của cô ta truy cứu, trách tội cô ta vì chuyến đi này cô ta không thể xây dựng quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, bản thân cô ta cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Còn Khổng Thiên Tường cũng siết chặt nắm đấm, trận chiến hôm nay của Tiêu Chính Văn là cú sốc quá lớn với hắn. Thậm chí có thể nói đã phá vỡ hoàn toàn lòng tự tôn của hắn. Nhưng sự đố kỵ chỉ là một mặt, sức chiến đấu đáng kinh ngạc mà Tiêu Chính Văn thể hiện càng là thứ hắn không theo kịp. Khổng Thiên Tường vẫn rất có tự giác rằng nếu để hắn đấu với Tiêu Chính Văn, thì hắn không có lòng tin có thể sống đến hai chiêu. Lần này vào Huyền Thiên Đạo Cung, mình chắc chắn phải cố gắng hơn. Đợi đến ngày mình quay lại thế tục, mình nhất định sẽ phân cao thấp với Tiêu Chính Văn. Khổng Thiên Tường nghiến răng ken két, cực kỳ không cam lòng nói. Lúc này dù là các thế lực lớn ngoài lãnh thổ nhận được tin tức cũng không dám xem thường Tiêu Chính Văn nữa, chứ đừng nói là đám thế tử bọn họ.
dù là Thiên Cung Bắc Cực hay Thiên Vương Các cũng phải nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khác. Trước đó các thế lực lớn này đều vô cùng xem thường Tiêu Chính Văn, bởi vì thế tục đã bị họ gọi là nơi lưu lạc, không thể xuất hiện thêm bất kỳ một thiên tài xuất chúng nào nữa. Nhưng trận chiến của Tư Mã Minh Húc và Tiêu Chính Văn đồng nghĩa với việc đang lấy sự thật và một cái thật đau vào mặt của họ. Người đứng đầu thế hệ trẻ ngoài lãnh thổ thì sao? Ngôi sao mới tương lai của hoàng tộc Tư Mã thì thế nào? Chẳng phải cũng bị Tiêu Chính Văn ép bước đến mức tự sát đó sao? Lúc này bên phía Long Kinh, Tần Vũ bận đến độ đầu tóc rối tung. Cũng không biết là thế nào, tự dưng ông Lý, mấy trưởng lão võ tông đều tìm đến tận cửa. Thậm chí ngay cả năm đại danh sơn cũng bảo đại diện đến, hơn nữa còn có mấy gương mặt lạ đến cùng mấy người này, chỉ trong thoáng chốc Tần Vũ đã bận tối mặt tối mũi. Cậu Tần, chúng tôi ngàn phương xa xôi chạy đến từ ngoài lãnh thổ là muốn gặp cậu Tiêu, mong cậu có thể tiện thể giúp bọn tôi thông báo một tiếng. Đúng thế, chúng tôi không có ác ý gì, chúng tôi chỉ mong có thể được làm quen với cậu Tiêu mà thôi. Cậu Tần, chỉ cần cậu giúp chúng tôi chuyển lời. Cho dù đưa ra bất cứ điều kiện gì, chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Mọi người anh một câu, tôi một câu nói đến mức Tần Vũ đau cả đầu. Các vị, mọi người đều là bạn của ông Lý, nếu đã đến tìm tôi chứng tỏ xem trọng tôi đây, chuyển lời thì được, nhưng vua Bắc Lương có thời gian gặp các vị hay không thì phải xem tình hình. Tần Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, không biết bây giờ cậu có tiện không? Chỗ tôi có mấy người bạn muốn gặp cậu. Tiêu Chính Văn nghe đầu bên kia điện thoại hình như rất ồn, nhíu mày nói, bạn gì? Có chuyện gì à? Chuyện này, Tần Vũ thấy hơi khó xử do dự, sau đó chính trực nói, là mấy người bạn đến từ ngoài lãnh thổ, nghe nói họ muốn làm quen với cậu, cậu xem tôi không rảnh, cứ để họ đợi đi. Nói rồi Tiêu Chính Văn bèn cúp máy. Không đợi Tiêu Chính Văn cúp máy. Tần Vũ đã vội vàng nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, đợi đã, trong số đó có một ông lão nói muốn phân định lại phạm vi thế lực với giới chính trị chúng ta. Cái gì? Tiêu Chính Văn nghe thấy lời này thì không khỏi nhíu mày nói, anh nói cái gì? Bọn họ muốn phân định phạm vi thế lực với giới chính trị. Điều này tượng trưng cho điều gì đã không cần phải nói thêm nữa, rõ ràng chính là mấy thế lực vùng ngoài lãnh thổ này định lập nên một đất nước mới ngay bên trong lãnh thổ Hoa Quốc. Không sai, ông ta nói ông ta đại diện cho đế vương các, hy vọng chúng ta có thể phân định cho họ một phạm vi thế lực để tiện cho người của họ có chỗ ở và sinh sống sau khi trở về. Tần Vũ khó xử nói. Chuyện lớn như thế, Tần Vũ nào có quyền quyết định. Mà nếu trình báo chuyện này lên thiên tử thì anh ta lại cảm thấy có phần không được thỏa đáng. Dù gì đây cũng không phải cuộc chiến tranh giữa các nước đối địch với nhau mà là vấn đề hình thành nên giữa một số thế lực bên trong nội bộ chính Hoa Quốc, hơn nữa hiện tại đối phương cũng chỉ nói muốn nói chuyện với Hắc Băng Đài và Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, chỉ khi bọn họ nói tới một trình độ nhất định thì đối phương mới trực tiếp báo cho thiên tử biết chuyện này. Trong lòng Tần Vũ càng hiểu rõ dù thiên tử biết được chuyện này thì tới cuối cùng vẫn phải để cho Tiêu Chính Văn đứng ra giải quyết. Vậy nên Tần Vũ mới mượn cơ hội này để gọi một cuộc điện thoại tới cho Tiêu Chính Văn. Để cho người của họ có nơi ở và sinh sống sau khi trở về ư. Bọn họ làm được bao nhiêu cho Hoa Quốc, có tư cách gì cắt xén lãnh thổ của chúng ta. Anh Tần, anh đừng can dự vào chuyện này nữa, giờ tôi sẽ tới Hắc Băng Đài. Tiêu Chính Văn nói xong bèn cúp máy. Anh hoàn toàn không thể ngờ được người của đế vương các lại xuất hiện muốn cướp địa bàn vào thời điểm này. Có thể nói là nắm bắt thời gian và cơ hội vừa khéo, Tiêu Chính Văn vừa mới giết người gác cửa của Ngọc Khuyết Cung, có thể nói rằng đã đắc tội với Ngọc Khuyết Cung rồi. Hơn nữa còn ép chết cả Tư Mã Minh Húc, cũng kết nên mối thù rất sâu với nhà họ Tư Mã. Vào thời điểm này, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không đắc tội với đế vương các. Đối phương rất có khả năng đã nắm bắt được loại tâm lý này của Tiêu Chính Văn nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như thế vào thời điểm này. Đế vương các hoàn toàn không giống với nhà họ Tư Mã và Ngọc Khuyết Cung, rất nhiều thế gia hoàng tộc của Hoa Quốc đều là thành viên của đế vương các, vậy nên đại diện của đế vương các chính là đại đa số hậu duệ của Hoa Quốc. Đắc tội với đế vương các cũng đồng nghĩa với việc đồng thời đắc tội với mấy chục hoàng tộc từng thống trị muôn dân trong lịch sử Hoa Quốc. Sau khi cúp điện thoại, Tần Vũ bình thản ra hiệu cho mọi người rằng Tiêu Chính Văn sắp sửa tới rồi. Sau đó lại cử người mời tất cả mọi người vào bên trong phòng hội nghị vừa uống trà vừa đợi Tiêu Chính Văn.
Mãi tới sau khi mọi người đi khuất, ông Quý mới tiến lên trước một bước, nói với Tần Vũ, Tổng tư lệnh Tần, bên phía vua Bắc Lương nói thế nào? Tần Vũ nghe vậy thì hít sâu vào một hơi, lắc đầu thở dài nói, bên phía cậu Tiêu vẫn chưa nói rõ, có điều thái độ của cậu ấy đã hết sức rõ ràng rồi. Từ trước tới nay, đế vương các chưa từng đóng góp được gì cho Hoa Quốc, còn về yêu cầu muốn phân định lại phạm vi thế lực của bọn họ, ông cho rằng cậu Tiêu sẽ đáp ứng sao? Nói xong, Tần Vũ đẩy cửa bước về phía phòng hội nghị, trước khi Tiêu Chính Văn tới nơi, anh ta buộc phải khôn khéo để ổn định được đám người này trước. Ông Quý bất lực lắc đầu thở dài, thật ra ông ta cũng không muốn làm người trung gian như thế này, vậy nhưng thế lực của đối phương ở vùng ngoài lãnh thổ quả thực quá lớn mạnh, nhà họ Quý căn bản không dám đắc tội với đối phương. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chính Văn đã tới Hắc Băng Đài, Tần Vũ cử người mời Tiêu Chính Văn vào trong phòng hội nghị, lúc này, bên trong phòng hội nghị đã không còn chỗ trống, mọi người đều đang liên mồm bàn tán về chuyện Tư Mã Minh Húc tự sát. Với sự hiểu biết của tôi về nhà họ Tư Mã thì tuyệt đối sẽ không tùy ý hành sự. Dù là nhà họ Tư Mã thì cũng có thể làm được gì. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ căn bản chẳng thể điều động được cao thủ trong gia tộc tới thế tục, cử một hai đại diện tới, kết quả cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn cái vị sứ giả của cổ tộc nhà họ Ấn kia được bao nhiêu. Tôi thấy cũng chưa chắc, chỉ cần Tiêu Chính Văn đồng ý để cho đế vương các ở lại trong Hoa Quốc, vậy thì cục diện ngược lại sẽ càng trở nên bất lợi hơn với Tiêu Chính Văn. Nhà họ Tư Mã có lớn mạnh tới đâu thì cũng có thể lớn hơn đế vương các được hay sao? Đám người nhao nhao bàn luận, hầu hết đều đang phán đoán hành động tiếp theo của Tiêu Chính Văn. Khi cửa phòng hội nghị mở ra thêm lần nữa, chỉ thấy Tiêu Chính Văn ăn mặc hết sức xuề xòa, biểu cảm vô cùng nghiêm túc tiến từ bên ngoài vào. Một ông lão ngồi ngay trên đầu đứng dậy trước tiên, nói, chào cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn quay đầu lại liếc nhìn ông lão một cái, nhíu mày nói, ông cụ, xin hỏi ông là. Tôi là Bạch Chiến Sinh của đế vương các, mặc dù ông lão đã bạc trắng cả đầu, thế nhưng kể ra thì vẫn còn hồng hào nhuận sắc. Đặc biệt là lúc ông ta nói ra tên của mình thì trên mặt còn mang theo vẻ cao ngạo rất rõ. Mặc dù bản thân Bạch Chiến Sinh cũng chẳng nổi danh gì, thế nhưng ông ta vẫn còn một cậu em trai tên là Bạch Chiến Ngọc. Người này chính là sát thần Bạch Khởi, một trong số tứ đại kiếm thị. Chỉ dựa vào thân phận này thôi cũng là thứ mà những người đang có mặt ở đây theo không kịp rồi. Có thể móc nối quan hệ với sát thần Bạch Khởi, việc này không chỉ có thể diện với các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ mà ở trong nội bộ đế vương các, Bạch Chiến Sinh cũng cực kỳ được tôn sùng. Lần này tôi đại diện cho đế vương các tới đây gặp mặt cậu Tiêu, Bạch Chiến Sinh cố tình tỏ rõ thân phận của bản thân thêm lần nữa. Thế lực và tầm ảnh hưởng sau lưng đế vương các đương nhiên không cần phải nói nhiều. Dù là ở vùng ngoài lãnh thổ thì cũng là thế lực mạnh mẽ đủ để đối kháng với Thiên Đạo Minh Ước. Mà lúc này, Bạch Chiến Sinh lại tỏ rõ thân phận chính là muốn cảnh cáo Tiêu Chính Văn, ông ta không lấy thân phận cá nhân ra để nói chuyện với Tiêu Chính Văn mà đang đại diện cho cả đế vương các. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, không nói gì mà ngồi ngay xuống vị trí chủ tọa vẫn đang còn trống. Lẽ nào Tiêu Chính Văn không bất ngờ chút nào hay sao, Bạch Chiến Sinh không khỏi nhíu mày. Tiêu Chính Văn có thân phận gì? Hiện tại đế vương các đích thân tới tìm cậu ta, nếu đổi lại là người khác, dù không vui mừng khôn xiết thì trên mặt cũng sẽ mang theo một nụ cười vui vẻ mới đúng. Thế nhưng trên mặt Tiêu Chính Văn lại không có chút biểu cảm nào. Bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Có gì đáng để bất ngờ? Các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ không phải đã trở về thế tục rồi hay sao? Hơn nữa, có quá nửa lãnh thổ của Âu Lục và Phi Lục đã rơi vào trong tay thế lực vùng ngoài lãnh thổ rồi. Còn về Mỹ Lục, không phải bọn họ trước nay đều là con chó săn của thế lực vùng ngoài lãnh thổ hay sao? Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra mấy lời này, Bạch Chiến Sinh ngây ra. Sau đó lại nở một nụ cười nói, được. Xem ra cậu Tiêu đều nhìn thấu cả những chuyện lớn trong thiên hạ hiện giờ. Theo như tôi được biết, cậu Tiêu cả đời chinh chiến, cúc cung tận tụy vì Hoa Quốc, đặc biệt còn làm được không ít chuyện tốt cho người dân Hoa Quốc. Hiện tại, các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ vùng vẫy trở về thế tục, tôi tin rằng cậu Tiêu đã gặp người của huyết tộc rồi, còn cả người của cổ tộc nhà họ Ấn, có lẽ cậu Tiêu cũng chẳng xa lạ gì. Mà bọn họ cũng chỉ là một số thế lực nhỏ ở vùng ngoài lãnh thổ mà thôi, nếu như toàn bộ các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đều trở về, e rằng với năng lực của cậu Tiêu, muốn bảo vệ chu toàn cho Hoa Quốc cũng không đơn giản cho lắm nhỉ.
Đặc biệt là đối với những người dân bình thường kia mà nói, sự an toàn càng khó được bảo đảm hơn. Bạch Chiến Sinh nói đầy sâu xa. Tiêu Chính Văn vừa nghe vừa liên tục gật đầu, mặc dù Tiêu Chính Văn cũng hiểu rõ hàm ý trong những lời này của ông ta, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ có một mình, căn bản chẳng thể chăm lo được cho hàng trăm triệu người dân Hoa Quốc. Vậy ý của ông là gì? Thấy cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng lên tiếng, Bạch Chiến Sinh vội vàng bổ sung thêm, kỳ thực ý tôi cũng đơn giản, Hoa Quốc chúng ta cũng là một thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, điểm này, tôi tin rằng không chỉ cậu Tiêu mà tất cả những người ở đây đều biết rõ. Vậy nên tôi đánh bạo, hy vọng cậu Tiêu có thể đồng ý để cho năm đại danh sơn và người của đế vương các chúng tôi được phân tán vào ở trong các thành phố trung tâm lớn của Hoa Quốc. Như vậy thì có người của chúng tôi chấn giữ, những cao thủ vùng ngoài lãnh thổ của Âu Lục và Mỹ Lục kia cũng sẽ cảm thấy kiêng dè, hơn nữa cũng có thể giảm đi áp lực không nhỏ cho cậu Tiêu. Không thể không nói, mặc dù đế vương các có ý muốn lấy đi một nửa giang sơn của Hoa Quốc, thế nhưng quả thực vẫn đang suy xét vấn đề từ an nguy của người dân Hoa Quốc. Có điều sau khi mấy người bọn họ vào trong các thành phố trung tâm của Hoa Quốc sinh sống, cùng với sự luân chuyển của thời gian, thiên tử Hoa Quốc rất có khả năng sẽ bị bọn họ đá văng. Suy cho cùng, mục đích của bọn họ cũng hết sức rõ ràng, chính là muốn cướp đi giang sơn của Hoa Quốc, tranh đoạt uy danh trong lòng người dân Hoa Quốc cùng với Tiêu Chính Văn. Nói thẳng ra thì chính là vì tín ngưỡng của mấy tỷ dân. Bạch Chiến Sinh vừa nói dứt lời, gần như tất thảy mọi người đều nín thở nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả hai người ông Quý và Tần Vũ cũng vô cùng lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù Tiêu Chính Văn không phải là thiên tử Hoa Quốc, thế nhưng lời anh nói cũng rất có trọng lượng ở trước mặt thiên tử. Thậm chí có thể nói việc yêu ghét của Tiêu Chính Văn có thể trực tiếp ảnh hưởng tới quyết định của thiên tử. Hoa Quốc rốt cuộc sẽ phân lập cùng trị hay là duy trì hiện trạng đều phụ thuộc vào một câu nói của Tiêu Chính Văn. Nếu như Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, vậy thì sau này, quyền tiếng nói của giới chính trị ở Hoa Quốc sẽ trở nên cực kỳ yếu kém, những cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ cũng danh chính ngôn thuận có được quyền tiếng nói. Thậm chí sẽ còn nhận được không ít đặc quyền, giống như rất nhiều cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ của Âu Lục vậy, có thể tùy ý quyết định việc sống chết của người khác, thậm chí là tương lai của cả một thành phố. Hơn nữa, thứ mà chuyện này ảnh hưởng tới sau cùng vẫn là danh vọng cá nhân của Tiêu Chính Văn. Có thể nói, từ trước tới nay, Tiêu Chính Văn chính là chiến thần trong lòng tất cả người dân Hoa Quốc. Là tín ngưỡng trong lòng tất cả mọi người, từ dân thường tới quân đội của cả Hoa Quốc. Nếu như Tiêu Chính Văn đồng ý với đề nghị cùng cường giả vùng ngoài lãnh thổ cai trị Hoa Quốc, uy tín của anh sẽ giảm sút. Thậm chí có thể sẽ giống như những người kiệt xuất trong lịch sử kia, rất nhanh sẽ bị đắm chìm trong dòng chảy thời gian. Người đời sau thậm chí ngay cả cái tên của Tiêu Chính Văn cũng không nhiều nữa. Cậu Tiêu thật ra trong khoảng thời gian gần đây, cậu đã khiến cho rất nhiều thế lực lớn vô cùng bất mãn, đặc biệt là vào ngày hôm nay. Thông tin từ Mã Minh Húc rút kiếm tự sát đã lan truyền khắp vùng ngoài lãnh thổ rồi. Lại nói, đệ tử Thiên Minh Tử của Thiên Cung Bắc Cực cũng đã chết trong tay cậu Tiêu. Đối với cậu mà nói thì hai chuyện này đều cực kỳ bất lợi. Nếu như cậu Tiêu có thể đáp ứng đề nghị của đế vương các chúng tôi, tới lúc đó, đế vương các nhất định sẽ tự mình ra mặt dẹp yên chuyện này cho cậu Tiêu. Tôi tin rằng chắc hẳn cậu Tiêu cũng nghe nói tới đế vương các chúng tôi từ hai người Lý Chính Đạo và Chu Trấn Long rồi. Với địa vị của đế vương các, chỉ cần một câu nói, nhà họ Tư Mã và Thiên Cung Bắc Cực tuyệt đối sẽ không vì chuyện quá khứ mà làm khó cậu Tiêu. Dù là bên phía cổ tộc nhà họ Ấn vào huyết tộc thì đế vương các cũng có thể ra mặt nói đỡ, mọi người hoàn toàn có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, không biết ý của cậu Tiêu thế nào. Thấy Tiêu Chính Văn trầm mặc hồi lâu, Bạch Chiến Sinh dứt khoát quăng mồi nhử về phía anh. Những lời này của Bạch Chiến Sinh tuyệt đối không phải là ăn nói bừa bãi, với danh vọng và tầm ảnh hưởng của đế vương các, nếu như thật sự nói đỡ cho Tiêu Chính Văn một câu thì dù những thế lực này hận Tiêu Chính Văn tới tận xương tủy thì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Vì Tiêu Chính Văn mà đắc tội với đế vương các thì chẳng khác gì vứt quả dưa để nhặt hạt vừng. Huống hồ, vì một kẻ đã chết mà đối địch với những người đang sống vốn không phải phong cách hành sự nhất quán của các gia tộc lớn vùng ngoài lãnh thổ này. Ông Bạch nói chí phải, vì an nguy của người dân Hoa Quốc, tôi đồng ý với đề nghị của ông Bạch. Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra, đừng nói là Bạch Chiến Sinh ngẩn ra tại chỗ mà ngay cả Tần Vũ cũng sửng sốt. Ban nãy ở bên trong điện thoại,
rõ ràng anh ta nghe thấy một tiếng hừ lạnh tanh của Tiêu Chính Văn, hơn nữa với tính khí của Tiêu Chính Văn thì tuyệt đối không thể hai tay dâng giang sơn cho người ta như thế. Anh ta không tin Tiêu Chính Văn không nhìn ra được mục đích thật sự của mấy người này. Lẽ nào Tiêu Chính Văn, thật ra Tiêu Chính Văn cũng chẳng phải không từng nghĩ tới những điều này, hơn nữa bảo toàn cho thiên tử cũng luôn là giới hạn trước giờ của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng cục diện của thế giới hiện tại đã phát sinh chuyển biến rất lớn, dù là Âu Lục hay Mỹ Lục thì dường như đều bị thế lực vùng ngoài lãnh thổ xâm nhập thành công cả rồi. Hiện tại bên có quyền tiếng nói thật sự ở Âu Lục đã không còn là vương thất các nước mà là bù nhìn mà những thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ kia dựng nên. Mà Phi Lục dường như cũng hoàn toàn thất thủ, gần như quá nửa lãnh thổ đều trở thành địa bàn của thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Còn về Mỹ Lục thì càng chẳng thể đối kháng, đã hoàn toàn nghiêng về phía thế lực vùng ngoài lãnh thổ luôn rồi. Dưới tình cảnh như thế này, Hòa Quốc căn bản không thể chỉ lo thân mình, nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, ngược lại sẽ khiến cho Hòa Quốc trở thành cái gai trong mắt cả thế giới. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã trải qua hàng trăm trận đấu, thế nhưng anh càng hiểu rõ hơn ai trong khói lửa chiến tranh thì muôn dân vẫn là những người thống khổ nhất. Để cho đế vương các vào Hoa Quốc cũng là hạ sách của Tiêu Chính Văn. Một mặt, nếu như đế vương các tiến vào trong Hoa Quốc, vậy thì đầu tiên sẽ không cho phép những thế lực vùng ngoài lãnh thổ khác xâm phạm với Hoa Quốc, ít nhất bề ngoài đế vương các buộc phải tôn trọng tính uy quyền của thiên tử. Nếu không thì tờ thỏa thuận giữa bọn họ và thiên tử cũng sẽ trở thành một tờ giấy bỏ đi. Và lại, nếu như bọn họ không dồn toàn lực bảo vệ cho nhân dân Hoa Quốc, tới lúc đó, không cần thiên tử phải lên tiếng, sự phỉ nhổ của nhân dân Hoa Quốc cũng có thể dìm chết bọn họ luôn được rồi. Vậy nên sau khi suy tính kỹ càng, Tiêu Chính Văn mới đưa ra quyết định này. Cậu Tiêu quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng, không hổ là chiến thần bất bại của Hoa Quốc. Xem ra là do tầm nhìn của tôi quá nhỏ hẹp, vẫn là cậu Tiêu có tấm lòng quảng đại. Bạch Chiến Sinh đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Tất cả đều nên lấy người dân Hoa Quốc làm trọng, cá nhân tôi cũng chẳng quan trọng gì, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Bạch Chiến Sinh không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói cậu Tiêu, nếu đã như vậy rồi, vẫn mong cậu Tiêu có thể triệu tập hết những nhân vật có thực lực của các tỉnh tới Long Kinh, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Bạch Chiến Sinh nóng lòng nói. Ông ta cũng lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ đột nhiên hối hận. Như vậy thì việc sắp thành lại hỏng mất tiêu. Cậu Tiêu, theo tôi thấy, chuyện này vẫn phải từ kế hoạch dài, không để cho Tần Vũ nói xong, Tiêu Chính Văn đã hơi xua tay nói, không cần bàn bạc thêm, những gì ông Bạch nói chính là lối ra tốt nhất cho Hoa Quốc. Dù cho đế vương quốc có chút mưu đồ riêng, Tiêu Chính Văn cũng không hề lo lắng, dẫu sao đây cũng là thế tục chứ không phải vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần một tiếng ra lệnh của anh thì 200.000 quân phá long có thể xuất trận bất cứ lúc nào. Hàng nghìn tinh anh của Điện Thần Long cũng có thể đuổi đám người đế vương các ra khỏi Hoa Quốc bất kể mọi lúc. Thế nhưng đối với Bạch Chiến Sinh, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, vậy thì chuyện sau này không còn là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể nhúng tay vào nữa. Dù cho tài nguyên của Hoa Quốc hay là nhân tài của Hoa Quốc thì đều bị đế vương các coi như thuộc quyền sở hữu của mình. Tới lúc đó, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Nếu như anh dám gây ra rắc rối thì thủ đoạn của đế vương các nhất định sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn có hối cũng không kịp. Thật ra, ông ta nào biết những gì mà ông ta bận tâm căn bản chẳng đáng một xu ở trong mắt Tiêu Chính Văn. Thứ mà anh muốn chỉ là sự thái bình của Hoa Quốc, còn về tài nguyên, Tiêu Chính Văn trước nay chưa từng có ý nhòm ngó tới. Chẳng mấy chốc, đại sứ biên cương và những ông lớn trong giới kinh doanh các nơi trên cả nước đều đồng loạt tập kết tại Long Kinh. Lãnh Kế Hồng cũng lấy thân phận đại diện cho giới kinh doanh Giang Trung tới Long Kinh, ngoài ra còn bao một khách sạn cho đại biểu của Giang Trung và Sơn Thành ở lại. Lần này, ngay cả năm đại danh Sơn đã lâu chưa lộ diện cũng cùng tới Long Kinh, thậm chí ngay cả hậu nhân của nhà họ Khổng trong thế tục cũng đều đến cả. Có thể nói, lần này gần như toàn bộ những nhân vật có máu mặt trong Hoa Quốc đều đã tập trung tại Long Kinh. Chỉ có điều, không ít người trong số đó đều ngu ngơ không hiểu. Thậm chí ngay cả bản thân Lãnh Kế Hồng cũng cảm thấy khó hiểu. Tiêu Chính Văn vẫn luôn dè bỉu người của Võ Tông, lần này sao lại đột nhiên lựa chọn thỏa hiệp với người của Võ Tông rồi. Hơn nữa còn liên thủ cùng cai trị Hoa Quốc với một thế lực lớn của vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này, không ít cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đều tới vùng trời Long Kinh, lúc này, bọn họ đã không cần phải lẩn trốn nữa mà có thể đường hoàng xuất hiện ngay trong tầm mắt của mọi người.
Rất nhiều người dân Long Kinh đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, đây rõ ràng giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Những người này đều là những nhân vật phong độ chân đạp hư không. Không ngờ lần này rất nhiều thế gia ẩn thế đều tới cả, xem ra vùng ngoài lãnh thổ đã bày bố cục diện từ hơn 100 năm trước rồi. Lý Chính Đạo nhìn những gương mặt rất thân quen đều mặc âu phục đeo cà vạt, không khỏi cảm khái nói. Đúng vào lúc này, Bạch Chiến Sinh chắp hai tay sau lưng, bình thản sải bước tới vùng trời bên trên hội trường. Tiền bối Bạch, vãn bối bái kiến tiền bối Bạch, chúng tôi bái kiến tiền bối Bạch, gần như tất cả đại diện các phái võ tông đều đồng loạt khom lưng về phía Bạch Chiến Sinh. Thế nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước Tiêu Chính Văn, chỉ có một số ông lớn trong giới kinh doanh bên phía Giang Trung và Sơn Thành đồng loạt đứng dậy chào hỏi Tiêu Chính Văn. Thấy người đều đã tới đông đủ, Bạch Chiến Sinh mới sải bước tiến về phía bục chủ tịch, chậm rãi lên tiếng nói, các vị, hôm nay mời các vị tới Long Kinh là vì có một chuyện lớn muốn tuyên bố với các vị. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đã đồng ý cho đế vương các và năm đại danh sơn chính thức vào ở tại các thành phố trung tâm của Hoa Quốc rồi. Hơn nữa, do võ tông và giới chính trị cùng cai trị một phương, cùng bảo vệ cho sự bình an một phương. Lời này vừa được thốt ra, gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, điều này là thật sao? Lãnh Kế Hồng không dám tin đứng dậy, biểu cảm nghiêm trọng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Nhà họ Lãnh từng bị người của võ tông ức hiếp, hơn nữa lúc đó Tiêu Chính Văn thậm chí còn san bằng học viện kiếm thuật của Thiên Sơn vì muốn ra mặt cho nhà họ Lãnh. Bây giờ nghe thấy tin tức này, Lãnh Kế Hồng cảm thấy cứ như sét đánh ngang tai. Quả thật không dám tin mọi chuyện là thật. Không chỉ Lãnh Kế Hồng không thể hiểu nổi, mà không ít ông lớn trong giới kinh doanh ở Giang Trung và Sơn Thành cũng ngờ vực. Thậm chí ngay cả bốn gia tộc lớn ở Long Kinh cũng đều đứng lên nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thoáng chốc hàng ngàn người xôn xao bàn tán, không ai quan tâm đến Bạch Chiến Sinh trên đài. Thấy mình bị mọi người phớt lờ, Bạch Chiến Sinh cũng không khỏi nhíu mày. Im lặng, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói hai chữ. Mặc dù giọng anh không lớn, nhưng chỉ là hai chữ rất bình thường đã khiến mọi người lập tức im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chỉ riêng điểm này cũng không khó nhận ra Tiêu Chính Văn có uy danh cao đến mức nào ở thế tục. Ngay cả Bạch Chiến Sinh đứng trên sân cũng híp mắt liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Phải biết mặc dù đám người này rất bình thường ở đây, nhưng nếu so ra thì có ai không phải là nhân vật tầm cỡ khuấy động mưa gió chứ? Huống gì bốn gia tộc lớn cũng đang ở đây. Ai có thể khiến bốn gia tộc lớn cúi đầu chịu thua? Người có thể khiến mọi người bình tĩnh cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Không chỉ là Bạch Chiến Sinh mà ngay cả đại diện của năm đại danh sơn và võ tông cũng đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt đố kỵ. Ngay cả họ cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có uy danh và tầm ảnh hưởng đến như vậy. Nhưng ngay sau đó Bạch Chiến Sinh cười khẩy, không lâu nữa mấy người này sẽ không còn nhớ một người như Tiêu Chính Văn nữa. Với kinh nghiệm nắm quyền ngoài lãnh thổ hàng ngàn năm của ông ta, lẽ nào không đánh lại một tên nhóc sao? Cái thứ gọi là uy tín này thường chỉ là một thói quen mà thôi, chỉ cần loại bỏ Tiêu Chính Văn ra khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người, không lâu nữa e là lời nói của Tiêu Chính Văn sẽ không còn giá trị với mấy người này nữa. Các vị, tôi cũng biết rõ mọi người rất tin tưởng vào vua Bắc Lương, cũng mong có thể được vua Bắc Lương bảo vệ, nhưng dù sao cậu Tiêu cũng là người bận rộn. Bây giờ khắp nơi trên thế giới đều có cao thủ về từ ngoài lãnh thổ, cậu Tiêu đưa ra quyết định này cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Tôi ở đây đảm bảo với mọi người, chỉ cần có võ tông hoặc có người của đế vương các ở đây, mọi người có thể được đảm bảo an toàn về mạng sống và tài sản của mình. Hơn nữa tôi còn tuyên bố một tin tốt hơn, cho dù là năm đại danh sơn hay đế vương các thì cũng đều mở cửa hoàn toàn cho người dân cư trú. Chỉ cần muốn tập võ tăng cường sức khỏe, cho dù tố chất tốt hay không, chúng tôi cũng đều giúp đỡ, chỉ cần con của mọi người đồng ý đi theo con đường võ thuật, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho tất cả người dân Hoa Quốc đều có khả năng tự bảo vệ mình, đều có khả năng sống cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy trong tình hình phức tạp này. Hơn nữa chúng tôi cùng quản lý với giới chính trị chứ không phải một mình đưa ra quyết định, thế nên tuyệt đối không xảy ra hành vi ức hiếp người dân lần nữa. Một khi phát hiện, dù bên phía võ tông không cho truy cứu, đế vương các cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Dĩ nhiên chúng tôi cũng nghe theo nguyện vọng từ khắp nơi, nếu nơi nào muốn được vua Bắc Lương bảo vệ,
chúng tôi cũng sẽ suy xét đến ý kiến của mọi người. Và tất nhiên quyền quyết định vẫn nằm trong tay vua Bắc Lương. Nói rồi Bạch Chiến Sinh mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn. Vì đó là quy luật chung, với tư cách là vua Bắc Lương, chắc chắn Tiêu Chính Văn có đủ tư cách để vạch ra phạm vi thế lực của mình. Giang Trung, Sơn Thành, nơi này không cần đế vương các và võ tông bảo vệ, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, không ít các ông lớn của các nơi khác đều thở dài. Ai mà không muốn được vua Bắc Lương bảo vệ chứ? Nhưng Bạch Chiến Sinh đã nói rất rõ, vua Bắc Lương cũng là người, sức lực có hạn, nếu người ta đã đưa ra lựa chọn thì họ cũng chỉ có thể nghe theo. Sau đó là người của đế vương các và năm đại danh sơn vạch ra phạm vi thế lực của mình, nhưng tất cả mọi người đều tránh khu vực mấy trăm cây số của Dược Vương Cốc và Võ Thần Tông. Đây cũng xem như là sự tôn trọng và công nhận với Dược Sư Hoàng và Võ Thí Thiên. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Chiến Sinh tổ chức một bữa tiệc rượu để chúc mừng. Mặc dù Tiêu Chính Văn không có hứng thú với mấy kiểu tiệc rượu này nhưng cũng phải tham gia. Tiệc rượu qua hơn một nửa, Bạch Chiến Sinh và ông Lý một trước một sau bưng ly rượu đến bàn của Tiêu Chính Văn liên tục mời rượu anh. Cậu Tiêu, khi còn ở ngoài lãnh thổ, tôi đã nghe danh của cậu rất lâu rồi, hôm nay được gặp quả nhiên không tầm thường. Đúng lúc này một người đàn ông trẻ tuổi ở phía sau Bạch Chiến Sinh chắp tay lại mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn. Trận chiến của anh Tiêu và Tư Mã Minh Húc đúng là khiến cả thế giới kinh ngạc. Người đàn ông trẻ tuổi đó vừa dứt lời, một người phụ nữ tuyệt sắc mặc bộ lễ phục cũng bước đến bưng ly rượu nói với Tiêu Chính Văn. Nghe thế Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, anh không hề có ấn tượng gì về hai người này. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện của họ chắc không phải là người trong thế tục. Cậu Tiêu, hai vị đều là anh tài ngoài lãnh thổ được tôi mời đến thế tục. Vị này được gọi là kỳ tài ngoài lãnh thổ, năm mới 43 tuổi bỗng đột phá cảnh giới nhân vương, Tiết Hà. Vị bên cạnh chính là Hứa Văn Long, đã đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 2 trước 50 tuổi. Hai người bị cũng là anh tài mới vươn lên được đế vương các xem trọng, lần này để thể hiện thành ý của đế vương các. Tôi đã mời hai người họ đến xem như là một phần quà tặng cho cậu Tiêu. Nói rồi Bạch Chiến Sinh nháy mắt ra hiệu cho hai người ở phía sau, tỏ ý họ mau chào bái sư. Lúc này không chỉ đám người Tần Vũ để ý đến hai người Thiết Hà, Hứa Văn Long, ngay cả người năm đại danh sơn cũng quay đầu nhìn về phía hai người họ. Thậm chí ngay cả Sở Hồng Thiên cũng nhìn sang. Mặc dù hai người này trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng tuổi thật ít nhất cũng 4-50 tuổi. Ngay cả thế mà có thể đạt được cảnh giới nhân vương ở tuổi này, nếu ở ngoài lãnh thổ cũng là nhân tài hiếm thấy. Thậm chí các cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ trong năm đại danh sơn đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu có thể nhận được hạt giống tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ làm dạng danh sư môn. Thậm chí ngay cả Lý Chính Đạo cũng không khỏi nhíu mày, Lý Tinh Tam Nguyên năm đó đột phá cảnh giới nhân vương ở độ tuổi 40 mấy. Với tố chất của hai người họ thế mà lại không thua kém ông tổ nhà mình. Mà ý của Bạch Chiến Sinh đã quá rõ, không chỉ là tiến cử hai người họ cho Tiêu Chính Văn, mà còn có suy nghĩ tặng hai người làm đệ tử của Tiêu Chính Văn. Lý Chính Đạo nghĩ đây đều là một biểu hiện cho việc đế vương các đang lôi kéo quan hệ với Tiêu Chính Văn. Dù sao các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ đều rất xem trọng nhân tài. Với tình hình này mà còn có thể đưa nhân tài kiệt xuất đến cho Tiêu Chính Văn đã có thể chứng tỏ vấn đề rồi. Ồ, ý ông là muốn cho hai người này làm đệ tử của tôi sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày, thậm chí không thèm nhìn hai người một cái. Đúng thế, đế vương các quả thật có ý này, nếu cậu Tiêu có thể nhận hai người họ, tôi tin chắc xin lỗi nhé. Không để Bạch Chiến Sinh nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời ông ta. Hả? Không chỉ có đại diện của năm đại danh sơn sửng sốt, ngay cả Tiết Hà và Hứa Văn Long cũng khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn. Điều này tức là đang từ chối đề nghị của Bạch Chiến Sinh trước mặt mọi người. Mất mặt không chỉ có Bạch Chiến Sinh mà hai người họ cũng trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Tố chất của hai người họ xuất sắc đến mức nào? Dù là ở ngoài lãnh thổ, cao thủ có thể đột phá cảnh giới nhân vương ở độ tuổi của họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Từ chối thẳng thừng. Cậu Tiêu, cậu có ý gì? Bạch Chiến Sinh khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn, ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại từ chối ý tốt của mình. Bạch Chiến Sinh nghĩ ở thế tục không tìm được nhân tài xuất chúng nào như vậy,
Tiêu Chính Văn không thể từ chối mới đúng chứ. Mặc dù đế vương các cũng có dự định khác trong chuyện này, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn này thu nhận Tiết Hà và Hứa Văn Long chỉ có lợi chứ không có hại với Tiêu Chính Văn. Một mặt hai người họ đều xuất thân từ đế vương các, thu nhận họ cũng đồng nghĩa với việc có mối quan hệ nào đó với đế vương các, cũng có thể dựa dẫm vào đế vương các. Mặt khác, hai người họ đã có thực lực cảnh giới nhân vương, cũng xem như là một sự trợ giúp lớn với Tiêu Chính Văn, có thể gọi là trăm lợi không hại với anh. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất trong đó là đế vương các cũng sẽ để ý đến Tiêu Chính Văn, tốc độ trưởng thành của anh quá khiến người ta kinh ngạc, vẫn chưa đến 30 tuổi mà đã đạt đến nhân vương cấp 5. Hơn nữa vừa đánh đã ép chết người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở ngoài lãnh thổ Tư Mã Minh Húc. Đừng nói là ngoài lãnh thổ, từ xưa đến nay nhân tài xuất chúng như Tiêu Chính Văn quả thật không nhiều. Nếu công khai thăm dò bí mật của Tiêu Chính Văn thì chắc chắn sẽ không có tác dụng. Cách tốt nhất là bảo người đến làm tai mắt cho mình, ở bên cạnh Tiêu Chính Văn, thậm chí có thể nhận Tiêu Chính Văn làm sư phụ, từ đó thăm dò ra bí mật của anh. Ban đầu khi lên kế hoạch mọi thứ, Bạch Chiến Sinh là lãnh đạo cấp cao của đế vương các từng làm vệ sĩ, không ngờ chuyện đến đây rồi lại bị Tiêu Chính Văn từ chối thẳng thừng. Cậu Tiêu, e là cậu có hiểu lầm gì với hai người họ, ngay cả ở ngoài lãnh thổ, họ cũng là một trong các thiên tài mà rất nhiều thế lực lớn phải tranh giành. Cậu chắc chắn không chịu nhận họ sao? Bạch Chiến Sinh kinh ngạc nói. Thấy Tiêu Chính Văn vẫn không có ý thu nhận, Lý Chính Đạo vội tiến đến gần Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói, cậu Tiêu, thật ra với tố chất của hai người họ thì đã là sự tồn tại hiếm có từ xưa đến nay rồi. Người chưa đến 50 tuổi mà có thể đạt đến cảnh giới nhân vương thì dù có lật hết sách sử cũng là sự tồn tại quý hiếm. Thật ra Lý Chính Đạo vẫn còn nửa câu sau chưa nói xong. Đó là dù có lật hết sách sử, cũng không tìm được người thứ hai có thể nghịch thiên như Tiêu Chính Văn. Dù là Hạng Vũ và Bạch Khởi năm đó, nếu so sánh với Tiêu Chính Văn thì cũng kém xa. Nghĩ đến năm đó khi Bạch Khởi hơn 30 tuổi mới vừa đột phá cảnh giới thiên thần, mà Hạng Vũ cũng chỉ đạt đến cảnh giới thiên vương long cấp 5 sau khi 30 tuổi mà thôi. Thậm chí được đời sau truyền thành Lý Tịnh Tam Nguyên cũng chính thức bước vào cảnh giới nhân vương vào năm 42 tuổi. Ồ, quý hiếm sao, tôi không thấy hứng thú. Nếu người khác muốn thu nhận thì cứ để người đó đi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười nói. Nghe thế Tiết Hà và Hứa Văn Long càng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây là lần thứ hai Tiêu Chính Văn từ chối nhận họ. Nếu nói chỉ có mấy người họ thì cũng thôi vậy, nhưng bây giờ cả hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, như thế bảo họ còn để mặt mũi ở đâu nữa. Cậu Tiêu! Tôi mong cậu có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hai người bọn tôi chưa từng vào thế tục, càng chưa từng đối đầu với cậu Tiêu, sao cậu Tiêu lại làm bọn tôi bẽ mặt bằng cách này? Hứa Văn Long tiến lên trước, sầm mặt lạnh lùng hỏi. Mặc dù bây giờ ông ta chỉ là cảnh giới nhân vương cấp 2, cách biệt khá xa với Tiêu Chính Văn. Nhưng dù sao ông ta cũng ở độ tuổi dễ kích động, bị Tiêu Chính Văn nói như thế trước mặt nhiều người. Thế nào cũng phải tỏ rõ thái độ của mình mới được. Giải thích, e là nếu nói ra thì các ông càng thấy khó chịu hơn thôi, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Cậu Tiêu, dù trả lời với đế vương các thì cậu cũng nên cho chúng tôi một lý do hợp lý chứ, Tiết Hà không buông tha hỏi. Thậm chí Tiết Hà còn lấy đế vương các ra để ép buộc Tiêu Chính Văn nhận sai trước mặt mọi người. Vậy được, nếu các người đã muốn nghe thì tôi đành nói vậy. Hai người đã ngoài 40 mà chỉ có thực lực nhân vương cấp 1 và cấp 2, đây mà là tố chất hơn người sao? Từ lúc nào mà cảnh giới nhân vương đã thành ràng buộc của trời đất rồi? Tôi nghĩ trước 30 tuổi không đạt đến cảnh giới nhân vương thì đều là vô dụng. Phụt, nghe Tiêu Chính Văn nói thế, không ít người ở đó đều suýt nôn ra máu. Thậm chí ngay cả cơ mặt của Lý Chính Đạo cũng giật liên hồi. Mặt Sở Hồng Thiên đỏ bừng. Quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn Tiêu Chính Văn. Lực sát thương của câu này quá lớn, người võ tông có mặt ở đó có gần mấy ngàn người, nhưng trong số họ có vài người đã quá 70. Thậm chí còn có người đã sắp 200 tuổi, nhưng có ai mà không sau 100 tuổi mới đột phá cảnh giới nhân vương chứ? Dù là thế tử xuất thân từ gia tộc lớn như Lý Chính Đạo cũng mới bước vào cảnh giới nhân vương vào tuổi 80. Theo như Tiêu Chính Văn nói, mấy người họ đều là vô dụng hết đó sao? Xì, ngay lúc này một giọng cười nhạo bỗng vang lên khắp sảnh lớn.
Một người đàn ông trung niên mặc áo dài từ tốn đứng lên cười khẩy nói với Tiêu Chính Văn, theo như cậu Tiêu nói, thế chẳng phải ngay cả Lý Tịnh được gọi là Tam Lý ở thời Lý Đường cũng trở thành vô dụng đó sao? Ông ta chính là một trong các đại diện ở trong thế tục của nhà họ Khổng, Khổng Hữu Bang. Hơn nữa cũng có danh tiếng nhất định ở nhà họ Khổng. Ông ta vừa lên tiếng, nhiều người lập tức đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Khổng Hữu Bang nói cũng không phải không có lý, dù là ở ngoài lãnh thổ thì Lý Tịnh Tam Nguyên cũng có danh tiếng lừng lẫy, chứ đừng nói là ở thế tục. Nhân tài xuất chúng có thể sánh ngang với Lý Tịnh Tam Nguyên lại bị Tiêu Chính Văn nói đến mức không còn giá trị, còn bị cho là vô dụng, không chỉ có hai người Tiết Hà không phục mà ngay cả những người ngồi ở đó cũng tỏ vẻ ngờ vực. Đúng lúc này, một đôi nam nữ trẻ mặc đồ thường sải bước đi vào hội trường, đến gần Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói vài câu rồi đứng phía sau Tiêu Chính Văn. Lúc đầu Long Hình và Long Nguyệt không thể thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng sau khi họ đứng phía sau Tiêu Chính Văn, mọi người nhìn sang thì không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người thanh niên này xét về tuổi tác cùng lắm mới chỉ 24, 25 tuổi, nhưng thực lực yếu kém nhất cũng là cảnh giới nhân vương cấp 2. Hơn 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 2. Mặc dù họ không biết thân phận của Long Hình và Long Nguyệt, nhưng thấy hai người cung kính với Tiêu Chính Văn như thế, rất có khả năng là cấp dưới của Tiêu Chính Văn mà thôi. So với người như vậy thì hai người Tiết Hà quả thật là vô dụng rồi. Ông là cái thá gì mà đối đáp với lời nói của vua Bắc Lương như thế? Không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Lãnh Kế Hồng đã đứng dậy tức giận nói. Theo lý ông ta chỉ là một người bình thường, dù bây giờ linh khí đã khôi phục, ông ta cũng chỉ là quân vương một sao mà thôi. Xét về tố chất, e là lý lịch của các đồ đệ tông môn võ tông ở đó đều nhiều hơn ông ta không ít. Nhưng thân phận của Lãnh Kế Hồng lại vô cùng đặc biệt, ngay cả năm đại danh Sơn cũng biết rõ không thể chọc vào người này, bởi vì đằng sau ông ta chính là Tiêu Chính Văn. Bị một nhân vật nhỏ không có danh tiếng chỉ vào mặt quát mắng, cơ mặt của Khổng Hữu Bang giật mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nhẫn nhịn. Đối đáp bằng lời với Tiêu Chính Văn khác hoàn toàn với động vào người của Tiêu Chính Văn, ngay cả người nhà họ Tư Mã mà Tiêu Chính Văn cũng không chịu thua, ông ta càng không muốn động vào tên này. Này, tôi mặc kệ cậu là ai, nhưng hôm nay tôi nể tình cậu lần đầu phạm lỗi, không truy cứu, nếu còn tiếp tục lần sau thì tôi nhất định làm sao. Ông động vào ông ta xem. Ngay khi Khổng Hữu Bang vừa định nói mấy lời mạnh miệng tìm lại chút thể diện, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên. Khổng Hữu Bang quay phát lại, thấy người nói là Tiêu Chính Văn thì sắc mặt lập tức đỏ bừng. Lúc này Khổng Hữu Bang thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tiêu Chính Văn chém giết quyết đoán tới mức nào? Chỉ cần Khổng Hữu Bang nói nhiều hơn một chữ, một giây sau, hắn nhất định sẽ thịt nát xương tan. Lúc này, hắn giống như một con dê núi bị quay trên lửa, ra tay cũng không được, không ra tay cũng chẳng xong. Ông cụ Quý ngồi ở vị trí cũ bật cười lạnh lùng, người nhà họ Khổng cũng sẽ có ngày hôm nay cơ à? Từ trước đây khá lâu, cụ ta từng nói không dưới một lần với đại diện nhà họ Khổng. Tiêu Chính Văn chỉ có thể kết giao chứ tuyệt đối không thể đắc tội, thế nhưng nhà họ Khổng thì hay rồi, dường như nơi đâu cũng đối địch với Tiêu Chính Văn. Bây giờ càng muốn làm khó Tiêu Chính Văn trước đám đông, kết quả lại bị Tiêu Chính Văn sỉ nhục công khai, thế nhưng ngay cả dám cũng không dám đánh. Hai vị, chúng ta đều là đồng bào Hoa Quốc, việc gì phải làm lớn chuyện lên như thế làm gì? Hôm nay chúng ta đoàn tụ vốn dĩ nên là một chuyện vui. Bạch Chiến Sinh thấy hai người đã trở nên căng thẳng thì vội vàng đứng dậy giải vây. Khổng Hữu Bang liếc mắt nhìn Bạch Chiến Sinh, cực kỳ không cam tâm nghiến răng, bực bội ngồi trở về vị trí cũ. Tôi không quan tâm mấy người là người nhà họ Khổng hay là đế vương các, chỉ cần người nhà họ Lãnh xảy ra bất cứ bất trắc gì thì Hoa Quốc sau này sẽ không còn nhà họ Khổng nữa. Tiêu Chính Văn đứng dậy chỉ vào mấy người trong thế tục đang có mặt lớn tiếng nói, những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Dù có thiếu mất một sợi tóc thôi thì mấy người cũng phải quỳ xuống nhặt lên cho tôi. Tới lúc đó đừng trách Tiêu Chính Văn tôi tấn công bất thình lình. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra mấy lời này, đám người trong võ tông đều ớn lạnh. Từ đó có thể thấy được, mặc dù bọn họ có thể cùng cai trị thiên hạ với giới chính trị đúng như ý nguyện, thế nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn vẫn còn sống một ngày thì bọn họ đừng hòng làm gì. Những ông lớn trong giới kinh doanh đang có mặt cũng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm kích. Trước đây bọn họ vẫn còn đắn đo,
lỡ như tài sản của gia tộc mình lại bị người của võ tông cướp đoạt thì phải làm sao, lỡ như lại xảy ra chuyện cướp dâu như khi trước thì bọn họ nên ứng phó thế nào. Thế nhưng câu nói này của Tiêu Chính Văn lại như thể cho bọn họ được uống một viên thuốc an thần, như thể tăng thêm bảo hiểm kép cho sự an toàn của họ. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người lại liếc nhìn hai người Thiết Hà, lạnh lùng nói, tư chất của hai người này quá thấp, tôi nhận ý tốt của đế vương các, có điều, người thì mấy người vẫn nên dẫn về đi. Thấy Tiêu Chính Văn không dám nhận đồ đệ, mấy thế gia trở về từ vùng ngoài lãnh thổ đồng loạt đứng dậy nói với Bạch Chiến Sinh, ông Bạch, nếu như cậu Tiêu không chịu nhận, chỉ bằng để chúng tôi thu nhận hai người họ về dưới môn phái của mình cũng tốt. Không sai, chúng tôi đồng ý thu nhận hai người bọn họ. Nhà họ Ngụy có thể dồn toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng cho hai người bọn họ tốt nhất. Tiêu Chính Văn coi thường tư chất của bọn họ không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều coi thường, ít nhất trong mắt tuyệt đại đa số thế gia, có thể đột phá tới cảnh giới nhân vương trước 50 tuổi đã là kỳ tài hiếm có rồi. Thấy mấy thế gia trở về từ vùng ngoài lãnh thổ bắt đầu đồng loạt đứng dậy cướp người, trong lòng hai người Tiết Hà cũng coi như an lòng phần nào, ít nhất bọn họ vẫn chưa kém tới độ không một ai thèm thu nhận. Tôi thấy chi bằng thế này đi, tôi thay mặt gia chủ thu nhận bọn họ vào nhà họ Ngụy, không biết ý của mấy vị thế nào, Ngụy Nguyên Cát không để lỡ mất thời cơ, đứng dậy chắp tay nói với Bạch Chiến Sinh. Trong số những thế gia trở về sớm nhất này thì nhà họ Ngụy có thực lực chỉ kém hơn nhà họ Khổng, vậy nên thấy Ngụy Nguyên Cát lên tiếng, mặc dù mọi người không cam tâm nhưng cũng chỉ đành yên tĩnh, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Chiến Sinh. Nhà họ Khổng chúng tôi cũng tình nguyện để chống một vị trí thế tử cho anh bạn họ Hứa này, Khổng Hữu Bang cũng không tỏ ra yếu thế mà đứng dậy nói. Lời này vừa được thốt ra, hai người Hứa Văn Long và Tiết Hà đều ngẩn ra. Bọn họ chẳng qua chỉ là cô nhi không nhà để về được đế vương các phái tới nằm vùng bên cạnh Tiêu Chính Văn. Sứ mệnh của họ chính là làm rõ tất cả mọi bí mật trên người Tiêu Chính Văn, ngoài ra còn phải trộm toàn bộ bí trận trong tay Tiêu Chính Văn về cho đế vương các. Thế nhưng không một ai ngờ được tư chất của hai người họ thậm chí còn chẳng bằng hai tên tay sai đi bên cạnh Tiêu Chính Văn, càng không ngờ được mọi tính toán trước đây của họ đều trở thành công cốc. Chỉ có điều, lời nói của Khổng Hữu Bang lại khiến cho Hứa Văn Long hơi lung lay rồi. Mặc dù danh tiếng của nhà họ Khổng rất xấu, thế nhưng danh tiếng tốt xấu ra sao không hề ảnh hưởng tới thực lực tổng hợp của nhà họ Khổng. Xét về phương diện tài nguyên, nhà họ Khổng đã xưng mình xếp thứ hai ở vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản chẳng ai dám nói mình đứng thứ nhất. Có thể về dưới trướng nhà họ Khổng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một vụ mua bán không bao giờ lỗ. Hơn nữa nhà họ Khổng bắt nguồn từ thời Tiên Tần Thượng Cổ, trong tay nắm giữ không ít bí trận cổ pháp đã thất truyền cả nghìn năm, chỉ riêng điều này thôi đã không phải là thứ mà những thế gia khác có thể so bì nổi. Dù là đế vương các, trên phương diện này cũng chưa chắc đã mạnh hơn nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng đưa cho hắn một cành ô liu ngay trước mắt mọi người, sao Hứa Văn Long có thể không lung lay được cơ chứ? Thấy Hứa Văn Long mang theo vẻ mong mỏi, Bạch Chiến Sinh thở dài một hơi, nói, sự việc cơ liên quan tới vận mệnh tương lai của bản thân cậu, cậu tự mình quyết định đi, đế vương các tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc này. Nghe thấy lời này, Hứa Văn Long như được đại xá, bước nhanh tới trước mặt Khổng Hữu Bang, nói, vãn bối Hứa Văn Long nguyện tiếp nối kiến thức thất truyền cho Khổng Thánh. Lời này vừa được thốt ra, những thế gia khác cũng không dám tranh giành nữa, dẫu sao thì kiến thức bị thất truyền của nhà họ Khổng cũng cực kỳ nhiều, nào phải là thứ bọn họ có thể so bì nổi. Hơn nữa, nhà họ Khổng lưu truyền mấy nghìn năm, thủ đoạn thì càng thâm độc tới tận cùng, tranh người với nhà họ Khổng chẳng khác gì tự đào mộ chôn mình. Khổng Hữu Bang mang theo vẻ đắc ý gật đầu nói, ừ, nhà họ Khổng đương nhiên sẽ dồn toàn lực bồi dưỡng cậu, sau này cậu nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Nghe thấy lời này, Hứa Văn Long vội vàng cười gật đầu, sau đó quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn một cái, trầm giọng nói, anh Tiêu, người ta vẫn thường nói vận mệnh của con người luôn không ngừng thay đổi. Sau này, chúng ta, anh chẳng xứng. Tiêu Chính Văn không đợi Hứa Văn Long nói hết câu đã lên tiếng ngắt lời hắn. Tiêu Chính Văn, anh đúng là ngông cuồng, tôi không thể không thừa nhận bây giờ anh quả thực cao hơn nhiều so với cảnh giới của tôi. Thế nhưng sao anh biết được sau khi tôi bước vào nhà họ Khổng, học được kiến thức thất truyền đỉnh cao của họ thì kỹ thuật vẫn kém hơn người ta cơ chứ? Những lời này của Hứa Văn Long đương nhiên là có ám chỉ cả, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm lên trên người Long Hình và Long Nguyệt, rất rõ ràng,
hắn đã hiểu nhầm rằng Long Hình và Long Nguyệt làm hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu không thì với tư chất của hắn, Tiêu Chính Văn sao có thể cự tuyệt thẳng thừng như vậy cơ chứ? Kiến thức thất truyền của nhà họ Khổng, anh cho rằng cách biệt của tính lĩnh hội có thể thông qua ngoại lực để bù đắp hay sao? Xem ra tư chất của anh kém thật sự, dù có cho anh thêm 10.000 năm thì anh vẫn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói. Tiêu Chính Văn, anh đừng mở miệng ra là nói mấy lời ngông cuồng, chỉ cần Hứa Văn Long vào nhà họ Khổng rồi, cộng thêm nguồn tài nguyên vô tận của nhà họ Khổng, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ vượt qua anh trở thành ngôi sao mới nổi của thế hệ này. Khổng Hữu Bang mặt đỏ tía tai, lớn tiếng gầm lên. Từ nãy tới giờ, Khổng Hữu Bang vẫn luôn ôm một bụng tức tối, nhìn thấy kỳ tài mình mới thu nạp về dưới trướng bị Tiêu Chính Văn rẻ bỉu không đáng một xu thì thực sự không nhẫn nhịn nổi, lúc này mới to gan đối chọi gay gắt với Tiêu Chính Văn. Mặc dù những người còn lại không lên tiếng, thế nhưng nhìn trong ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn thì cũng ít nhiều mang theo mấy phần tức tối. Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, thế nhưng đó cũng chỉ là một mình Tiêu Chính Văn mà thôi, không thể phủ định hết tất cả mọi người chứ. Và lại, hai người Long Hình và Long Nguyệt bây giờ cũng chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 2 mà thôi, phải biết cảnh giới nhân vương mỗi lần đột phá đều khó như lên trời, ai dám bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi tiến lên nhân vương cấp 3. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người phải dừng bước bên dưới cảnh giới nhân vương cấp 5, nỗ lực cả đời cũng chẳng thể đột phá. Hơn nữa, càng khiến cho bọn họ không thể nhẫn nhịn được chính là Tiêu Chính Văn căn bản chẳng có bối cảnh gì hơn người, vậy mà lại dám chà đạp hết tất cả những người đang ngồi tại đây dưới gót chân, đây rõ ràng chính là sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ. Cậu Khổng nói không sai, chỉ cần có thêm thời gian, nắm được bí trận, bất cứ ai cũng sẽ đột phá mạnh mẽ, huống hồ gì là hai kỳ tài xuất thế này cơ chứ. Hơn nữa, cậu Tiêu vẫn luôn tự cho mình là phi phàm, chẳng lẽ còn có thể so bì với Bạch Khởi hay sao? Bạch Chiến Sinh cười lạnh lùng góp lời. Bạch Khởi là kỳ nhân số một mà tất cả mọi người đều công nhận, mãi tới bây giờ, ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Bạch Khởi. Thân là người nhà họ Bạch, Bạch Chiến Sinh càng có một loại cảm giác ưu việt rất bản năng. So bì với Bạch Khởi, không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Trần Nguyệt Nhi cũng đột nhiên đứng dậy góp lời. Bạch Chiến Sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Nguyệt Nhi, cười khẩy, nói. Đương nhiên không phải lời nói đùa, tôi chỉ hy vọng một số thanh niên đừng quá kiêu ngạo, cái gọi là, ông Bạch, tôi có một vấn đề, vẫn mong ông Bạch giải đáp cho. Không đợi Bạch Chiến Sinh nói hết câu, Trần Nguyệt Nhi đã ngắt lời công khai. Chuyện gì, Bạch Chiến Sinh nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Năm đó lúc tiền bối Bạch Khởi tiến vào Huyền Thiên Đạo Cung đã đánh tan được bao nhiêu tầng kết giới? Trần Nguyệt Nhi khẽ cười hỏi. 37 tầng. Làm sao? Bạch Chiến Sinh cao ngạo lên tiếng. Về kỷ lục này, tới tận ngày nay cũng chưa có ai có thể phá được, đây cũng là một trong số những thứ mà Bạch Chiến Sinh cảm thấy đáng kiêu ngạo nhất. Ông Bạch, e rằng ông vẫn chưa biết, một nắm đấm của anh Tiêu có thể đánh tan được 49 tầng kết giới, còn giết thêm cả được Joseph nữa. Trần Nguyệt Nhi vừa thốt ra lời này, gương mặt già nua của Bạch Chiến Sinh lập tức đỏ tới tận mang tai. Thấy mọi người đều kinh hãi nhìn mình, Trần Nguyệt Nhi quay đầu chỉ vào đám thế tử đang cúi đầu ăn uống mấy bàn bên cạnh, mỉm cười nói, bọn họ đều là nhân chứng. Nếu mọi người không tin thì có thể hỏi bọn họ xem một cú đánh của anh Tiêu có thể phá được bao nhiêu tầng kết giới. Nghe Trần Nguyệt Nhi nói vậy, đám thế tử đang giả vờ cúi đầu ăn uống đành phải ngẩng đầu lên với vẻ xấu hổ, nhe răng gượng cười với mọi người. Mặc dù bọn họ không mở miệng xác nhận, nhưng biểu cảm của bọn họ đã nói lên tất cả. Trước đó, rất nhiều người nghi ngờ lời nói của Trần Nguyệt Nhi, vì dù sao Trần Nguyệt Nhi và Tiêu Chính Văn luôn đứng gần nhau, không chừng sẽ thiên vị Tiêu Chính Văn. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười không tự nhiên của mất vị thế tử, lòng bọn họ lập tức chìm xuống đáy vực. Ngay cả ông Bạch cũng phải sượng mặt. Ông Bạch, tướng quân Bạch Khởi uy võ vô song là thật, nhưng kết quả nỗ lực của tướng quân không thể hiện ông ta là thiên tài phi thường. Nếu chỉ so sánh kết quả ở trước của Huyền Thiên Đạo Cung thì một cú đánh của anh Tiêu đã có thể xuyên qua 49 tầng kết giới, hơn nữa còn đánh trọng thương mấy tên trốn sau kết giới. Nếu so sánh với thành tích của tướng quân Bạch Khởi năm đó, chẳng phải là lợi hại hơn nhiều sao? Với tài năng của Tiêu Chính Văn, còn cần phải so với Bạch Khởi cùng thời kỳ sao? Các vị đều là tiền bối của Võ Tông,
Tôi tin các vị liếc mắt cũng có thể nhìn ra được Tiêu Chính Văn còn chưa tới 30 tuổi. So với những thiên tài khác, nói không chừng Văn Long và Tiết Hà đều là thứ rác rưởi, thực sự là đã đề cao bọn họ quá rồi. Lẽ nào các vị không nghĩ vậy sao? Lời này của Trần Nguyệt Nhi khiến mọi người sững sờ. Trong số những người có mặt, cũng có không ít bậc tiền bối từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại, bọn họ đương nhiên biết rõ một quyền xuyên qua 49 kết giới là có ý gì. Nhưng mọi thứ xảy ra quá đột ngột, nhiều tin tức còn chưa kịp tung ra, vì vậy tất cả mọi người có mặt đều lập tức sững sờ trước những gì Trần Nguyệt Nhi nói. Ngay cả Bạch Chiến Sinh nhà họ Bạch cũng không nói nên lời trước câu hỏi của Trần Nguyệt Nhi. Thân là người nhà họ Bạch, ông ta biết rất rõ một cú đánh xuyên qua 49 kết giới mạnh đến mức nào. Vân Hà trận nhìn có vẻ ảo diệu, nhưng chỉ những ai thật sự đắm chìm trong đó mới hiểu rằng dù công lực có cao đến đâu, đánh một cú cũng như đánh lên bông, không hề tổn hại chút nào. Với sức mạnh năm đó của Bạch Khởi, cũng chỉ phá được 36 kết giới mà thôi. Điều này đã đủ chứng minh vấn đề. Nếu như trước đây, Tiêu Chính Văn chỉ là giết chết hai vị tướng Joseph và Hoda, đồng thời ép chết tên mưu cầu danh lợi Tư Mã Minh Húc, những điều này chỉ là hơi hơn người trong mắt người thường. Nhưng một cú đánh phá vỡ kết giới Vân Hà trận tương đương với tin tức chấn động toàn cầu. Lúc này, mặt Bạch Chiến Sinh lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, mở miệng nhưng không nói được lời nào. Kỳ thực, thành tích ngày hôm nay của anh Tiêu đã vượt xa Bạch Khởi. Dù mọi người có thừa nhận hay không thì sự thật đều đã ở trước mắt, Trần Nguyệt Nhi trầm giọng nói. Hứa Văn Long đứng bên cạnh nắm chặt tay, hồi lâu không nói được lời nào. Còn sắc mặt Khổng Hữu Bang vô cùng khó coi, hắn rất muốn phản bác lại Trần Nguyệt Nhi, nhưng lại không thể phản bác được, dù sao hắn cũng không thể khiến Bạch Khởi trở nên tồi tệ hơn được. Cho nên, không có gì khó hiểu khi anh Tiêu không chịu nhận anh. Chỉ có thể nói, trình độ của anh quá kém. Kém đến mức anh Tiêu nhìn anh cũng thật lãng phí thời gian. Lời này của Trần Nguyệt Nhi đã đập nát lòng tự trọng cuối cùng của Hứa Văn Long, hơn nữa còn khiến tất cả thế tử có mặt đều mất hết sự tự kiêu. Được rồi, mọi chuyện đến đây là kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Tiêu Chính Văn không thèm để tâm đến những chuyện vụn vặt này, anh xua tay rồi cùng Long Nguyệt và Long Hình bước ra khỏi sảnh lớn. Sau khi Tiêu Chính Văn đi xa, Khổng Hữu Bang mới nghiến răng nói với Hứa Văn Long. Văn Long, đừng nản lòng, sớm muộn gì cậu cũng vượt qua tên nhãi đó. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đích thân chứng minh cho anh ta thấy anh ta ngu ngốc đến mức nào, Hứa Văn Long nắm chặt tay, nghiến răng nói. Lúc này, ở tổng bộ Hắc Băng Đài, Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đang uống trà, Bạch Chiến Sinh cũng ngồi bên cạnh. Tuy cảnh tượng trong bữa tiệc hôm nay khiến Bạch Chiến Sinh mất hết mặt mũi, nhưng ít nhất, ông ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà đế vương các giao cho ông ta. Hiện giờ Võ Tông đã có thể danh chính ngôn thuận can thiệp vào công việc của Hoa Quốc, tất cả đều là công lao của ông ta. Còn bây giờ, Bạch Chiến Sinh đương nhiên phải đến để thực hiện lời hứa của mình. Cậu Tiêu, nhà họ Tư Mã vừa có tin tức, bọn họ sẽ sớm phái người đến giới thế tục. Bạch Chiến Sinh nói thẳng vào vấn đề. Lần này, mặc dù Tiêu Chính Văn không tự tay giết chết Tư Mã Minh Húc, nhưng quả thực là do bị Tiêu Chính Văn ép vào đường cùng. Cho nên hắn mới tự sát. Món nợ này, nhà họ Tư Mã nhất định sẽ tính lên đầu Tiêu Chính Văn. Nhưng chỉ cần đế vương các chịu ra mặt thì nhà họ Tư Mã cũng sẽ phải nể mặt đế vương các vài phần. Chuyện này không cần phiền đến đế vương các, tôi có thể tự mình giải quyết, Tiêu Chính Văn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói. Anh Tiêu, chuyện này, cho dù thái độ của anh như thế nào thì đế vương các chúng tôi cũng sẽ giữ lời hứa. Ngoài ra, nếu không có ý kiến khác, tôi sẽ thông báo cho người bên dưới đến cư trú tại trung tâm thành phố của Hoa Quốc sớm nhất có thể. Bạch Chiến Sinh cười nói. Đợi đã, Tiêu Chính Văn xua tay ngắt lời, không ai được phép can thiệp vào Long Kinh. Tất cả người của Võ Tông, ngoại trừ đại trưởng lão Võ Tông ra sức vì giới chính trị ra, những người khác không được đến gần Long Kinh. Càng không được đến thiên tử các gây chuyện, nếu không, giết không tha. Nghe vậy, Bạch Chiến Sinh hơi sững sờ, còn Tần Vũ bên cạnh mắt lại sáng lên. Điều này có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã vẽ ra ranh giới cho đế vương các và đám người Võ Tông. Nói cách khác, cũng có thể bảo toàn được uy quyền của thiên tử và giới chính trị. Chuyện này, anh Tiêu, chuyện này e rằng không thỏa đáng, Long Kinh là nơi quy tụ cao thủ của Hoa Quốc không,
ý của tôi là sự an toàn của mọi người ở Long Kinh đều là do đế vương các đích thân phụ trách. Hơn nữa, kẻ dám gây chuyện ở Long Kinh, thì đích thân đế vương các anh hãy xử lý. Nghe vậy, Bạch Chiến Sinh khẽ nhíu mày, nhưng sau đó hắn nghĩ, chỉ cần khống chế được Hoa Quốc thì sau này ai sẽ quan tâm đến thỏa thuận này với Tiêu Chính Văn chứ? Nghĩ vậy, Bạch Chiến Sinh khẽ gật đầu nói, được, mọi chuyện cứ theo lời anh Tiêu nói. Sau khi Tiêu Chính Văn giao hẹn với Bạch Chiến Sinh vài chuyện nữa, Bạch Chiến Khởi mới rời đi. Sau khi ông ta rời đi, Tiêu Chính Văn cũng đứng dậy, bước ra ngoài. Tần Vũ tiễn Tiêu Chính Văn ra cửa, liền nhìn thấy trước tổng bộ Hắc Băng Đài đã bị bao vây bởi những thương gia giàu có từ khắp nơi trên cả nước. Hầu như tất cả mọi người đều nóng lòng chờ đợi Tiêu Chính Văn bước ra. Cậu Tiêu, chúng tôi đều không hiểu tại sao cậu lại thỏa hiệp với Võ Tông. Nếu cậu cần tiền, chúng tôi có thể giao nộp hết tài sản, nhưng chúng tôi không muốn giao dịch với người của Võ Tông. Lãnh Kế Hồng bước lên trước, phát biểu đầu tiên. Chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc, mọi người cứ yên tâm về đi. Tôi tin người của Võ Tông không dám gây chuyện nữa đâu, hơn nữa nếu muốn ổn định lâu dài, đây là việc mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Tiêu Chính Văn chỉ bình tĩnh trấn an mà không giải thích nhiều. Đương nhiên, kế hoạch thực sự trong lòng anh hiện tại vẫn chưa công khai. Cậu Tiêu, chúng tôi vô cùng biết ơn cậu. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì thêm, đám người chỉ đành nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn rồi cúi chào. Trong một thời gian dài, bọn họ đã sống dưới sự bảo vệ của Tiêu Chính Văn, cho nên mới không bị người của Võ Tông ức hiếp, giữ được tài sản gia tộc, cập nhà bình an vô sự. Cho dù Tiêu Chính Văn có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng họ vẫn luôn cảm kích Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy vào nước sôi lũ oa bỏng. Lãnh Kế Hồng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn hét lớn, tiếng hét của họ thậm chí còn vang xa cả nửa Long Kinh. Chỉ nửa giờ sau, hầu như toàn bộ Võ Tông đều biết được tin tức Tiêu Chính Văn đã đồng ý cùng thống trị với Võ Tông, nhất thời. Mọi người trong khắp Võ Tông đều đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn định thỏa hiệp với Võ Tông chúng ta sao? Nghe nói là người của nhà họ Bạch ở vùng ngoài lãnh thổ đã đích thân đến tìm Tiêu Chính Văn, cho dù Tiêu Chính Văn không muốn thỏa hiệp cũng phải cân nhắc sức nặng của nhà họ Bạch chứ. Tiền bối Bạch không chỉ là người đại diện cho nhà họ Bạch, mà còn đại diện cho đế vương các, và lại, các ông cũng không nghĩ lại mà xem, Bạch Khởi là thuộc hạ của ai? Nhà họ Doanh, chẳng lẽ nhà họ Doanh cũng tham gia vào chuyện này ư? Khác với những tiếng reo hò của Võ Tông, những người bình thường trong thế tục lại lắc đầu thở dài. Tất cả bọn họ đều trải qua sự ngang ngược thô lỗ của Võ Tông, vào lúc này, có Tiêu Chính Văn bảo vệ bọn họ, người của Võ Tông vốn không dám gây sự. Nhưng bây giờ ngay cả Tiêu Chính Văn cũng đã nhượng bộ, sau này sẽ còn ai quan tâm tới sự sống chết của những người bình thường như họ? Hai. Ngay cả vua Bắc Lương cũng không quan tâm những dân thường như chúng ta nữa rồi, e rằng sau này, nói cách khác, sau này chúng ta phải ngửa mặt trông vào sắc mặt của Võ Tông rồi. Vào lúc này, nhiều gia đình giàu có trong thế tục đã bắt đầu lên kế hoạch cho con đường thoát thân của họ. Suy cho cùng, sau khi mất đi sự che chở của Tiêu Chính Văn, họ chỉ có thể tự mình đối mặt với Võ Tông, nếu không sớm lập kế hoạch, tìm người chống lưng vững chắc thì sau này họ chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn vẫn nhượng bộ, xem ra, thể diện của đế vương các vẫn lớn hơn thế gia của chúng ta nhiều. Một ông lão của nhà họ Khổng ngửa mặt cười phá lên. Mặc dù giữa nhà họ Khổng và đế vương các luôn tồn tại mối hận thù, nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn đồng ý cùng cai quản với Võ Tông, nhà họ Khổng bọn họ cũng có thể được hưởng lợi từ nó. Trong thế tục, nhà họ Khổng vẫn luôn nắm quyền điều hành tỉnh phía Nam, đã trở thành một tài phiệt địa phương. Bây giờ lại càng không coi giới chính trị ra gì. Nói cách khác, trong tương lai, toàn bộ tỉnh phía Nam đều phải tuân theo mệnh lệnh của nhà họ Khổng, tất cả những tài nguyên ở tỉnh phía Nam đều bị nhà họ Khổng chiếm làm của riêng. Tộc trưởng, trước đó Tiêu Chính Văn vẫn luôn chống đối với Võ Tông, nhưng lần này đột nhiên lại muốn thỏa hiệp với đế vương các, bên trong có khi nào, một cô gái nhà họ Khổng nhìn về phía tộc trưởng của nhà họ Khổng trong thế tục, nói với vẻ mặt hoài nghi. Cô gái này cũng là một trong những người bảng hiệu của nhà họ Khổng trong thế tục, ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, Khổng Phi Nhĩ. Hừ, cho dù Tiêu Chính Văn có bày mưu tính kế đến đâu, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của mình, Tiêu Chính Văn cũng không phải là kẻ ngốc,
các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ trở về thế tục, đây đã là một tình thế không thể ngăn cản rồi. Nếu cậu ta một mực cương quyết đến cùng, cậu ta hẳn cũng biết rõ hậu quả của nó. Đế vương các phái ông Bạch ra thương lượng với cậu ta, đã rất nể mặt cậu ta rồi, nếu cậu ta còn không biết điều nữa, thì đế vương các sẽ dùng biện pháp mạnh để giải quyết cậu ta. Đây được gọi là thế mạnh hơn người đấy. Tộc trưởng cười giễu cợt, nói với vẻ mặt đắc ý. Ý của tộc trưởng là Tiêu Chính Văn sợ đế vương các ư? Khổng Phi Nhĩ khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Với tính cách của Tiêu Chính Văn, làm sao có thể phục tùng võ tông? Cho dù thế lực của đế vương các rất mạnh, nhưng nhà họ Tư Mã cũng không dễ chọc vào, nhưng không phải Tiêu Chính Văn cũng đã ép chết Tư Mã Minh Húc sao? Trước giờ Khổng Phi Nhĩ vẫn luôn phụ trách các công việc ngoại giao của nhà họ Khổng trong thế tục, hơn nữa dựa vào thân phận là một ngôi sao lớn, cô ta cũng tạo ra rất nhiều mối quan hệ cho nhà họ Khổng. Nói đến cách đối nhân xử thế, Khổng Phi Nhĩ chắc chắn là người cay nghiệt. Vì vậy, việc nắm bắt lòng người lại càng điêu luyện. Tiêu Chính Văn đã ép chết Tư Mã Minh Húc, lại đắc tội với gia tộc cổ xưa nhà họ ấp, còn có ân oán với nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu còn đắc tội với đế vương các, thế giới rộng lớn như vậy, e rằng cũng không có đất dung thân cho cậu ta. Tộc trưởng, tôi vẫn chưa tin lắm, Tiêu Chính Văn bây giờ đang trên đà vẻ vang, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đều đang bận rộn trong các cuộc chiến ở ngoài vũ trụ, hoàn toàn không có nhân lực để đối phó với anh ta. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không ra vùng ngoài lãnh thổ gây sự, các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ tuyệt đối cũng sẽ không gây chiến với anh ta vào lúc này. Sao có thể nói rằng Tiêu Chính Văn bị tình thế ép buộc chứ? Khổng Phi Nhĩ tuy còn trẻ, nhưng đã có tầm hiểu biết sâu rộng, lại còn am hiểu về thói đời, hành động lần này của Tiêu Chính Văn có phần bất hợp lý dù xét ở khía cạnh nào. Thật ra, ngay từ 5 năm trước, Khổng Phi Nhĩ đã lén điều tra Tiêu Chính Văn, gần như mọi hành động của Tiêu Chính Văn đều nằm trong sự giám sát của cô ta. Dựa theo những gì cô ta biết về Tiêu Chính Văn trong những năm qua, Tiêu Chính Văn chắc chắn không phải là loại người mà tộc trưởng của nhà họ Khổng đã nói. Theo quan điểm của cô ta, Tiêu Chính Văn là một thanh kiếm sắc bén, thà gãy chứ chẳng cong. Phi Nhĩ, phân tích của cháu không phải không có lý, nhưng, đó chỉ xuất phát từ sự hiểu biết của cháu về cậu ta, mới đưa ra sự phán đoán như vậy. Cháu nghĩ kỹ lại xem, điểm yếu lớn nhất của Tiêu Chính Văn là gì? Tộc trưởng của nhà họ Khổng vuốt râu, đắc ý nói. Điểm yếu, Khổng Phi Nhĩ thật sự bối rối khi nghe câu hỏi này của tộc trưởng. Với sự hiểu biết của cô ta về Tiêu Chính Văn, người này gần như hoàn mỹ, hoàn toàn không có một điểm yếu nào. Không sai, ngay cả ông cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Chính Văn tài giỏi hơn người, tuổi còn trẻ đã đột phá được cảnh giới nhân vương cấp 5, trong thế hệ trẻ chắc chắn là một ngôi sao mới cực kỳ chói mắt. Tuy nhiên, phía sau cậu ta không có ai. Hoàn toàn không có một thế lực lớn nào chống đỡ, đây chính là điểm yếu. Thiên cung Bắc Cực phái Thiên Minh Tử tới chính là ám hiệu, tuy rằng Thiên Minh Tử chết trong tay Tiêu Chính Văn, nhưng Thiên cung Bắc Cực là cái thá gì? Chẳng qua là một con chó của nhà họ Khổng mà thôi. Nhưng người đến lần này là đại diện cho đế vương các, cũng có nghĩa là, nếu Tiêu Chính Văn không cúi đầu, thì toàn bộ hoàng tộc ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ là kẻ thù của Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó, thứ mà cậu ta phải đối mặt không chỉ là Thiên cung Bắc Cực nữa. Và lại, với thân phận cao như vậy của ông Bạch, còn phải cúi mình chủ động thương lượng với cậu ta, điều này đã đủ nể mặt cậu ta rồi. Mặc dù năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn cực kỳ cao, sức chiến đấu không gì sánh kịp, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một hậu bối có cảnh giới nhân vương thôi. Sao có thể để cậu ta có được ngày hôm nay? Cho dù tất cả các cao thủ của năm đại danh sơn đều trở về hết, cũng có thể đánh Tiêu Chính Văn thành đống nát vụn. Nếu đã không có cơ hội thắng, thôi thì sớm cúi đầu, như vậy sẽ bớt nguy hiểm hơn. Tộc trưởng của nhà họ Khổng càng nói càng đắc ý, như thể đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện từ lâu. Nhưng Khổng Phi Nhĩ lại không cho là đúng, nói cho dù tất cả các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ trở về, họ cũng sẽ không nhẫn tâm giết một tên tiểu bối chứ. Các cường giả của các thế lực lớn cũng không thể hạ thấp mình mà ra tay với Tiêu Chính Văn. Khổng Phi Nhĩ nói với vẻ vô cùng tự tin. Có vô số cao thủ thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5, chẳng lẽ cao thủ cảnh giới nhân hoàng sẽ đích thân ra mặt quyết đấu với Tiêu Chính Văn ư? Thế thì không phải đang làm nhục Tiêu Chính Văn nữa, mà là tự làm nhục chính mình.
cảnh giới nhân hoàng chủ động hẹn đấu với một tiểu bối cảnh giới nhân vương, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, còn không đủ mất mặt cường giả cảnh giới nhân hoàng sao? Cháu vẫn không hiểu ư, cho dù ở phương diện nào thì vùng ngoài lãnh thổ cũng không kém hơn thế tục, thì tại sao họ còn phải trở lại thế tục chứ? Ông tộc trưởng khẽ lắc đầu, mỉm cười nói. Tại sao, Khổng Phi Nhĩ vẫn luôn thấy khó hiểu, cô ta đã đích thân đi đến vùng ngoài lãnh thổ, ở đó có thể nói là non xanh nước biếc, hoàn toàn không bị ô nhiễm bởi công nghiệp, môi trường tốt hơn gấp mấy lần so với thế tục. Di tích Long tộc, ông tộc trưởng nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Vì bí mật trong di tích Long tộc, họ thậm chí có thể quên tổ tiên của mình, chứ đừng nói đến đích thân ra tay chống lại một con kiến. Cho dù Tiêu Chính Văn đã vượt xa Bạch Khởi, thì đó cũng là Bạch Khởi hồi trẻ thôi, so với Bạch Khởi thời kỳ đỉnh cao, thì cậu ta được xem là gì chứ? Hơn nữa, Bạch Khởi khi đó được sự bảo vệ của nhà họ Doanh, nếu không cháu nghĩ Bạch Khởi có thể đạt tới mức đó sao? Sự nổi tiếng của Bạch Khởi năm đó mặc dù cũng chói lọi như ngôi sao Bạch, nhưng vào thời điểm đó, nếu không có nhà họ Doanh ra sức che chở, thì e rằng Bạch Khởi sẽ không thể đột phá cảnh giới nhân hoàng, càng không thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Nhưng trên thế giới này, sẽ không còn nhà họ Doanh thứ hai nữa, cũng không thể xuất hiện một Bạch Khởi thứ hai, mà sau lưng Tiêu Chính Văn chỉ có một thiên tử tay trói gà không chặt thôi. Ngay cả thiên tử cũng cần sự che chở của cậu ta, thì sao có thể bảo vệ được cậu ta chứ? Cho nên, bây giờ trông cậu ta vẻ vang thế thôi, nhưng trên thực tế lại lâm vào tình thế nguy hiểm đấy, tộc trưởng cười nhạo nói. Bạch Khởi ban đầu thậm chí còn trực tiếp can dự vào cục diện của chiến quốc thất hùng. Hơn nữa năm đó Thiên Đạo Minh Ước đã đạt được nhận thức chung với tất cả những ông lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, cuối cùng phải do một mình nước Sở quét sạch liên minh 6 nước còn lại. Thế nhưng Bạch Khởi lại dựa vào sức mình, phá hỏng kế hoạch của Thiên Đạo Minh Ước, cuối cùng nước Sở bị tiêu diệt, nước Tần thống nhất Hoa Quốc. Dù cho lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước đều nổi điên, thế nhưng cũng chẳng làm gì được Bạch Khởi, chỉ có thể để cho con cháu họ Hạng của nước Sở tự tay tiêu diệt nước Tần vào mấy chục năm sau. Tuy nhiên chẳng một ai ngờ được điều bất ngờ lại xảy ra, dưới sự giúp đỡ của Hàn Cái, Lưu Bang lại tiêu diệt nước Sở thêm lần nữa. Phải biết người của quãng thời gian lịch sử ban đầu này chẳng còn bao nhiêu. Mà nhà họ Khổng vừa khéo lại là một trong số đó, năm đấy chính vì Khổng Khưu nhận được nguồn tin đáng tin cậy từ trong nội bộ của Thiên Đạo Minh Ước, lúc này mới không ngại xa xôi, dẫn theo đồ đồ tử đồ tôn của mình chạy tới nước Sở, một lòng muốn ôm lấy bắp đùi lớn của vua Sở. Thế nhưng lại không thể ngờ được rằng bản thân vua Sở cũng là một trong số những người biết rõ nội tình, vậy nên mới chất vấn Khổng Khưu vì sao lại khoác lác ngay trước mặt các quan văn võ trong triều. Khổng Khưu nghe thấy câu hỏi của vua Sở thì lập tức hiểu ra tất cả, biết được mưu đồ của mình đã bị vua Sở nhìn thấu từ lâu, lúc này mới nói bản thân lo ngay ngáy cả ngày như chó nhà có tang ngay trước mặt mọi người. Vua Sở thấy Khổng Khưu vì muốn giữ lấy tính mạng mà mặt dày vô liêm sỉ như vậy thì căn bản cũng khinh thường không muốn giết ông ta nữa, sau đó liền ra lệnh đánh đuổi đám côn đồ náo loạn của ông ta ra khỏi đô thành nước Sở. Chuyện này nháy mắt đã vật đổi sao rời rồi, thế nhưng Thiên Đạo Minh Ước tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm giống như Bạch Khởi lần thứ hai. Bây giờ thiên phú và khí thế mà Tiêu Chính Văn bộc lộ ra hết sức tương đồng với Bạch Khởi năm đó. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ để Thiên Đạo Minh Ước âm thầm cử các thế lực lớn trừ khử anh sớm nhất có thể. Chuyện này đã trở thành điều không thể tránh được, lát nữa cậu đại diện cho nhà họ Khổng chúng tôi nói rõ với ông Bạch, nhà họ Khổng chúng tôi mấy đời sinh sống ở tỉnh Nam, sau này nhà họ Khổng chúng tôi sẽ dùng tỉnh Nam làm căn cứ địa. Mà lúc này, Tiết Hà được nhà họ Ngụy chọn chúng đang đứng trong trang viên nhà họ Ngụy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Long Kinh, cả gương mặt là một vẻ không cam tâm. Sao thế, không cam tâm à? Vậy thì hãy dùng hành động thực tế của cô chứng minh cho tất cả mọi người thấy là Tiêu Chính Văn hắn sai lầm rồi, Ngụy Nguyên Cát liếc mắt nhìn Tiết Hà, cười lạnh lùng nói. Mặc dù về mặt cảnh giới, Tiết Hà vượt xa so với Ngụy Nguyên Cát, thế nhưng so về thực lực thì Ngụy Nguyên Cát lại bỏ xa cô ta mười mấy con phố. Gã phải đại diện nhà họ Ngụy thu nhận Tiết Hà chính là vì muốn lợi dụng người này công kích Tiêu Chính Văn. Trả lại cái tát mà Tiêu Chính Văn giáng xuống mặt hắn trước mắt mọi người khi trước. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn của hiện giờ đã vượt qua Bạch Khởi, tôi, nực cười. Tiêu Chính Văn vượt qua Bạch Khởi từ lúc nào? Thứ mà hắn vượt qua chỉ là Bạch Khởi của thời thanh niên. Bây giờ là lúc nào, niên đại mà Bạch Khởi sống lại là khi nào cơ chứ?
Lúc đó, các loại công pháp, trận pháp đều chưa được hoàn thiện, rất nhiều lúc đều phải tự mình nghiên cứu, mà Tiêu Chính Văn lại có thể từ nhặt nhạnh tìm tòi mà có được như hiện nay. Cũng có thể nói, nếu như Bạch Khởi sống ở thời đại ngày nay, dưới điều kiện tuổi tác tương đồng thì chưa chắc đã thua Tiêu Chính Văn. Ngụy Nguyên Cát nói với vẻ khinh thường. Ý của anh là, tôi chưa nói gì hết cả, chỉ muốn cho cô hiểu rõ một chuyện, Bạch Khởi chỉ là một điều bất ngờ, thế nhưng sau lưng điều bất ngờ Bạch Khởi này có gia tộc nhà họ Doanh thị lớn mạnh, có một nước Tần hùng mạnh. Thế nhưng sau lưng Tiêu Chính Văn thì lại chẳng có một ai, vậy nên cô cho rằng hắn có thể trở thành Bạch Khởi thứ hai sao? Thiên đạo minh ước sẽ cho phép hắn trở thành Bạch Khởi thứ hai hay sao? Ngụy Nguyên cắt ngắt lời Thiết Hà, trầm giọng nói. Dù cho tính lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn thật sự vượt qua Bạch Khởi thì cũng có làm sao? Cái cây cao lớn nhất trong rừng thường sẽ bị gió quật ngã trước tiên. Sau này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện Bạch Khởi thứ hai nữa. Hơn nữa, tôi không tin với tài nguyên của nhà họ Ngụy chúng tôi, cộng thêm thiên tư của coi mà vẫn cứ kém cỏi hơn người ta. Qua vài ngày nữa, tôi sẽ dẫn cô vào trong thiên thư viện của nhà họ Ngụy chúng tôi. Nơi đó còn có một bình long huyết đan, tới lúc đó, chỉ cần cô uống long huyết đan thì cảnh giới sẽ có thể nhảy vọt phút trời, thế nhưng có thể vượt qua Tiêu Chính Văn hay không thì phải trông chờ vào nỗ lực của cô rồi. Long huyết đan là một loại đan dược chỉ nhà họ Ngụy mới có, sau khi uống sẽ có thể kích phát tất cả tiềm năng trong cơ thể tới trình độ cao nhất chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có một số người sau khi uống long huyết đan và đột phá mấy tầng cảnh giới với tốc độ cực nhanh thì cả đời đều chẳng thể đột phá lên thêm được nữa. Vậy nên, bản thân Ngụy Nguyên Cát biết hết mọi thứ đương nhiên sẽ không uống thứ này, có điều Thiết Hà thì khác, dẫu sao cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay Ngụy Nguyên Cát, còn về tiền đồ của cô ta thì cũng có liên quan gì tới Ngụy Nguyên Cát đâu chứ. Lúc này, các phái trong võ tông cũng đang chia cắt địa bàn từ lâu, các thành phố vừa và lớn của Hoa Quốc đều bị các môn phái lớn trong võ tông sâu xé hết cả. Duy chỉ có Chu Trấn Long là khẽ nhíu mày, từ đầu chí cuối ông ta vẫn chẳng thể hiểu được hành động này của Tiêu Chính Văn có dụng ý gì. Lý Chính Đạo nhấp một ngụm trà, bình thản nói, theo như tôi thấy, rất có khả năng Tiêu Chính Văn đang tính toán đuổi hết dòng dõi huyết tộc ra khỏi thế tục. Nếu như nhà họ Chu mấy người vẫn có người ở trong huyết tộc thì nhất định phải mau chóng vạch rõ ranh giới với họ. Mặc dù trước đây huyết tộc đã đạt được thỏa thuận với giới chính trị Hoa Quốc, thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, huyết tộc không ngừng giở trò trong thế tục, thậm chí có không ít người dân bình thường đã bị huyết tộc giết chết. Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn huyết tộc ngang nhiên làm bừa như vậy, ít nhất thì hai hầu tước còn ở trong thế tục của huyết tộc bây giờ cũng nhất định phải chết. Thêm cả mấy bá tước đi theo Lục Tiểu Thiến kia cũng khó bể sống sót. Đây không phải là ân oán cá nhân giữa Tiêu Chính Văn và huyết tộc mà là món nợ máu mà huyết tộc đã nợ người dân Hoa Quốc. Từ sau khi Lục Tiểu Thiến chết, mấy bá tước của huyết tộc càng thêm ngông cuồng, lần lượt chém giết hết mười mấy thôn xóm. Mặc dù những thôn xóm đó đều tương đối xa xôi, thế nhưng trước nay vẫn luôn ở dưới sự giám sát của Điện Thần Long, vậy nên Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin báo ngay lập tức. Chỉ là Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể tay không tới xử lý bọn chúng mà thôi, bây giờ Tư Mã Minh Húc đã chết, cuộc tranh đấu giữa các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ cũng đã tới giai đoạn căng thẳng. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa hay có thể tới tay không để đối phó với tàn dư của huyết tộc. Vào ngày hôm sau, bên phía nhà họ Khổng đột nhiên bộc phát một luồng khí tức ở cảnh giới nhân vương cấp 2, thậm chí còn có không ít người trong võ tông đích thân tới xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Lúc này, ngay cả tộc trưởng của nhà họ Khổng và Khổng Hữu Bang cũng lần lượt tới nơi. Bởi vì người vừa mới đột phá lên cảnh giới nhân vương cấp 2 ban nãy chính là Hứa Văn Long. Tin tức này vừa được tung ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới chỉ có một ngày mà Hứa Văn Long đã từ nhân vương cấp 1 đột phá thẳng lên thành nhân vương cấp 2. Mặc dù khi trước Hứa Văn Long cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh cao của nhân vương cấp 1, thế nhưng mỗi lần đột phá của cảnh giới nhân vương đều cần tới mất chục tới cả trăm năm lắng đọng và tích lũy. Vào mấy chục năm trước, rất nhiều người đã đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 1, thế nhưng vẫn chẳng thể nào đột phá lên tiếp, loại cảm giác ràng buộc này thật sự khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng Hứa Văn Long lại phá vỡ được quy luật vốn dĩ này. Lúc này, thậm chí có không ít người bắt đầu hoài nghi con mắt của Tiêu Chính Văn, hoặc là Tiêu Chính Văn thật sự đã nhìn lầm. Hứa Văn Long quả thực là một mầm giống tốt chưa được khai phá.
mà nhà họ Khổng vì muốn ra oai cho gia tộc mà còn đặc biệt mời giới truyền thông tới, công khai hoàn toàn chuyện này ra công chúng. Khí tức của nhân vương cấp 2 không ngừng chuyển động giữa trời đất một phương. Rất rõ ràng, sự đột phá của hắn vẫn còn chưa kết thúc, lúc này, ngay cả Ngụy Nguyên Cát cũng không khỏi nhíu mày, lẽ nào bản thân cũng đã nhìn lầm, ban đầu không chọn Hứa Văn Long có phải là một sai lầm hay không? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Văn Long vào ngày hôm qua thì rõ ràng đã cảm nhận được khí tức của hắn ta không hề ổn định, khoảng cách để đột phá lên được nhân vương cấp 2 ít nhất vẫn còn khoảng mấy chục năm nữa. Thế nhưng không ngờ mới có một ngày mà đã khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc này, bên ngoài trang viên nhà họ Khổng đã bao vây chật kín cao thủ các phái trong võ tông, gộp lại thì phải lên tới hàng nghìn người. Mà Khổng Hữu Bang lại hết sức đắc ý nhìn Hứa Văn Long vẫn đang tiếp tục đột phá. Lúc này, Hứa Văn Long đang ngồi xếp bằng ngay chính giữa trang viên, ngũ tâm hướng trời, nhắm chặt hai mắt. Mà đối diện với hàng nghìn người đứng xem xung quanh, Hứa Văn Long cũng chẳng có chút sợ hãi nào, bởi vì hôm nay chính là ngày hắn được nở mày nở mặt. Hắn phải chứng minh cho người trong thiên hạ biết được rằng Tiêu Chính Văn có mắt như mù, không biết đâu là vàng nạm ngọc. Lúc này, khí thế của Hứa Văn Long bao trùm cả khoảng không, thậm chí ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng hình thành nên một vòng xoáy rất lớn. Khí thế của đất trời không ngừng luân chuyển bộc phát giữa hư không, dường như còn đang dâng cao thêm nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra vẫn là thế tử Khổng có con mắt tinh tường, vậy mà lại thu nhận được một nhân tài xuất chúng, sau này e rằng nhà họ Khổng sẽ lại tiến lên cao thêm một bậc nữa rồi. Một ông lão tóc trắng nói với vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm đấy, Khổng Hữu Bang liếc mắt nhìn Hứa Văn Long, nói với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Nghe Khổng Hữu Bang nói thế, mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Khổng Phi Nhi đang nhìn chăm chú Hứa Văn Long đột phá bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, lẽ nào Hứa Văn Long vẫn có thể đột phá lần nữa? Ngay khi mọi người vẫn chưa kịp hỏi điều thắc mắc của mình thì đã thấy một luồng cầu vồng vòng từ trên trời chiếu thẳng xuống bao phủ lấy Hứa Văn Long vào trong màn sáng. Hả, thấy tình hình như thế, Ngụy Nguyên Cát thốt lên một tiếng ngờ vực. Gã là thế tử của nhà họ Ngụy, dĩ nhiên biết rõ cầu vồng vòng này có nghĩa là gì. Cậu Khổng, lẽ nào Hứa Văn Long vẫn muốn đột phá liên tục, ngay cả Ngụy Nguyên Cát cũng hơi sợ hãi. Dù đã uống long huyết đan của họ thì cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới trong một ngày. Dù Hứa Văn Long có tố chất hơn người, cộng thêm tài nguyên vô hạn của nhà họ Khổng cũng không thể làm một người liên tục đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn chứ. Nhưng ngay khi Ngụy Nguyên Cát vừa dứt lời, một tiếng sấm vang trời. Tiếng sấm này vừa vang lên. Cảnh giới của Hứa Văn Long lại cao hơn, hắn thế mà lại đột phá thêm lần nữa trước ánh mắt chăm chú của hàng ngàn người. Nhân vương cấp 3. Nhưng vẫn chưa kết thúc, chỉ thoáng chốc, khí tức của Hứa Văn Long lại lần nữa cao hơn một bậc, nhân vương cấp 4. Lúc này ngay cả đất trời này cũng không chịu nổi khí tức liên tục đột phá của Hứa Văn Long, thậm chí các dãy núi xung quanh đều phát ra từng tiếng ầm ầm. Lúc này gần như tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Hứa Văn Long liên tục đột phá. Cả hiện trường đều yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thảo nào hôm qua anh ta lại dám nói mấy lời hống hách như thế với Tiêu Chính Văn, xem ra anh ta mới là thiên tài xuất chúng thật, Ngụy Nguyên Cát hơi đố kỵ nhìn Khổng Hữu Bang. Dù sao ông ta cũng là thế tử, dĩ nhiên biết rõ có vài người có thể áp chế cảnh giới, vẫn không đột phá, đợi đến lúc quan trọng mới liên tục đột phá một lần. Mà Hứa Văn Long lại là người như vậy. Thảo nào hôm nay khi nhìn thấy Hứa Văn Long, ông ta cứ cảm thấy cảnh giới của người này hơi không ổn định, hóa ra là cố ý áp chế cảnh giới của mình. Tộc trưởng, Hứa Văn Long này thế mà lại liên tục đột phá cảnh giới chỉ cách có một ngày. Hình như nhà họ Khổng chúng ta không có đan dược nào có thể làm tăng cảnh giới nhanh chóng, Khổng Phi Nhi cực kỳ khó hiểu nhìn tộc trưởng nhà họ Khổng nói. Tộc trưởng nhà họ Khổng vuốt râu, nghiêng đầu cười nói, dĩ nhiên không phải đan dược nhà họ Khổng có tác dụng. Mà là cậu ta trước giờ vẫn áp chế cảnh giới của mình mà thôi. Hôm qua từ lúc cậu ta về, tôi vẫn luôn quan sát cậu ta, sở dĩ cậu cảm thấy cảnh giới của cậu ta không ổn định không phải là thực lực không đủ, mà là đang áp chế cảnh giới. Có thể áp chế một cấp đã là cực hạn của người bình thường rồi, mà cậu ta lại áp chế đến tận 3 cấp cảnh giới, thế nên Hứa Văn Long mới là nhân tài xuất chúng hiếm gặp. Không nhận cậu ta chứng tỏ Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ.
tầm nhìn hạn hẹp. Nghe tộc trưởng nhà họ Khổng nói thế, Ngụy Nguyên Cát cũng thầm nghiến răng. Thảo nào mấy ngàn năm nay, nhà họ Khổng đều có thể chèn ép các gia tộc khác, thậm chí trở thành người đứng đầu trong các gia tộc. Chỉ riêng về tầm nhìn thôi, Ngụy Nguyên Cát đã thấy mình không bằng. Khổng Phi Nhi sửng sốt một lúc lâu mới khẽ gật đầu, nhưng với sự hiểu biết của anh ta về Tiêu Chính Văn thì tuyệt đối không thể nào là thế. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Hứa Văn Long quả thật là một nhân tài hiếm thấy, điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn đã đoán sai rồi. Liên tục đột phá ba cấp cảnh giới, đủ để ghi vào sách sử, nếu người như vậy là vô dụng nữa thì e là cả võ tông này, thậm chí cả các cao thủ ngoài lãnh thổ đều chẳng bằng rác rưởi nữa kia. Nếu nhân tài như vậy mà ở thời Tiên Tần thì sẽ trở thành kỳ phùng địch thủ của Bạch Khởi mất, Ngụy Nguyên Cát không cam lòng nói. Nếu biết Hứa Văn Long có tố chất hơn người này từ sớm, sao gã có thể chọn Tiết Hà Cơ chứ? Lúc này tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người bởi thực lực này của Hứa Văn Long, chỉ trong vòng một ngày đã liên tục đột phá từ nhân vương cấp 1 đến nhân vương cấp 4, gần như vượt qua cực hạn của con người. Các vị, những người nhà họ Khổng đã chọn thế nào? Khổng Hữu Bang nhìn mọi người nói. Thật ra hôm qua từ lúc bắt đầu ông ta đã để ý đến Hứa Văn Long rồi, không phải là mắt nhìn của ông ta tốt, mà là Khổng Hữu Bang không tin người đế vương các cử đến mà cảnh giới lại không ổn định. Đó chỉ có thể chứng tỏ trong đó có bí mật gì đó. Thế nên Khổng Hữu Bang mới đứng lên giành Hứa Văn Long về sau khi Ngụy Nguyên Cát chọn Tiết Hà. Hừ, Tiêu Chính Văn cứ tự cho mình là đúng. Sớm muộn gì cũng có ngày cậu ta sẽ trả giá cho hành vi của mình, lúc này Hứa Văn Long chậm rãi mở mắt ra. Gương mặt hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo sau khi liên tục đột phá đến ba cấp cảnh giới chỉ trong vòng một ngày, đây là chuyện mà Tiêu Chính Văn cũng không thể làm được. Ha ha ha, tôi lại muốn xem thử nếu Tiêu Chính Văn biết tin này sẽ có vẻ mặt gì, là mất mát hay thất vọng. Ngụy Nguyên Cát nở nụ cười nham hiểm. Không lâu sau... Tin tức Hứa Văn Long liên tục đột phá được truyền ra khắp cả nước với sự tuyên truyền của các truyền thông lớn. Lần này đừng nói là võ tông Hoa Quốc, ngay cả rất võ giả ở nước ngoài cũng cảm thấy sốc. Dù sao đây cũng không phải là cảnh giới thiên vương hay thiên thần, mà là liên tục đột phá cảnh giới nhân vương, đây giống như một màn đêm hư ảo với người bình thường. Hừ, còn cần phải hỏi sao? 80% là tên Tiêu Chính Văn chỉ ước gì có thể chạy đến giành người với nhà họ Khổng sau khi biết tin rồi chứ sao. Chỉ tiếc là cậu ta chưa chắc có gan làm việc đó. Một ông lão nói rồi ngửa mặt lên trời bật cười. Ông ta nghĩ một nhân tài xuất chúng như vậy vốn dĩ có thể trở thành người dưới trướng của Tiêu Chính Văn, nhưng vì Tiêu Chính Văn quá tự đại hống hách nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Thế mới chứng tỏ, mặc dù bề ngoài Tiêu Chính Văn có nhiều ưu điểm, nhưng tầm nhìn vẫn khá hạn hẹp. Lúc này một luồng sáng chiếu thẳng về phía trang viên nhà họ Khổng, thoáng chốc Bạch Chiến Sinh đã đến. Khi nhìn thấy Hứa Văn Long kiêu ngạo ngồi đó, ông ta hơi ngạc nhiên nói, không ngờ cậu thế mà, lại giấu mình lâu đến thế. Lần này nhà họ Khổng xem như chiếm được món hời lớn rồi. Ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng không ngờ Hứa Văn Long lại có thể áp chế đến ba cấp cảnh giới. Không ngờ ngay cả ông Bạch cũng không đoán được. Khổng Hữu Bang bật cười nói. Hừ, xem ra đúng là ông trời muốn diệt Tiêu Chính Văn mà. Hai, thôi vậy, tôi tầm nhìn kém, không thể nhìn ra Hứa Văn Long lại giấu đến ba cấp cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể dẫn cậu ta từ đế vương các ra. Ngay cả Bạch Chiến Sinh khi nói mấy lời này cũng cảm thấy ghen tị. Phải biết là bây giờ cao thủ cảnh giới nhân hoàng, thậm chí là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 9 đều đã xông ra chiến trường bên ngoài. Cảnh giới nhân vương cấp 4 cũng xem như là trụ cột trung lưu của các thế lực lớn ngoài lãnh thổ. Nếu lãnh đạo cao cấp của đế vương các biết Bạch Chiến Sinh dẫn một cao thủ nhân vương cấp 4 đi thì sao dễ dàng bỏ qua cho ông ta? Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh ta hối hận. Chỉ cần cho tôi một năm, tôi nhất định sẽ vượt qua Tiêu Chính Văn. Hứa Văn Long từ tốn kiêu ngạo đứng dậy, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Càng như thế Tiêu Chính Văn sẽ càng trở thành trò cười trong mắt mọi người. Dù Tiêu Chính Văn có tố chất hơn người, nhưng chuyện hôm nay, Tiêu Chính Văn quả thật đã thất thủ rồi. Một hạt giống tốt như vậy mà cậu ta lại bỏ qua, xem ra Tiêu Chính Văn cũng chẳng giỏi giang gì. Thấy mọi người luôn miệng chế giễu Tiêu Chính Văn, Bạch Chiến Sinh lắc đầu thở dài nói, mọi người nghĩ với khả năng của Tiêu Chính Văn, cậu ta không biết chuyện này sao?
Thật ra dù nhà họ Khổng không huênh hoang truyền ra ngoài thì với tai mắt của Điện Thần Long cũng sẽ biết được chuyện này thôi. Dù sao cường giả cảnh giới nhân vương liên tục đột phá, động tĩnh quá lớn, dù nhà họ Khổng muốn giấu cũng không được. Mà sự thật đúng như Bạch Chiến Sinh nói, Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tình báo ngay lập tức, chỉ là lúc người của Điện Thần Long báo cáo tin tức này, khuôn mặt Tiêu Chính Văn không hề xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. Biết ở đâu không, ở tỉnh Nam vậy được, chúng ta đi thôi, dứt lời, Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ vào vai Long Hình đang ngồi trên ghế tài xế. Lúc các nước đều đang bàn tán về chuyện Hứa Văn Long đột phá, Tiêu Chính Văn và Long Hình tới tỉnh Nam. Trước cửa căn phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao ở đây đã chật kín người từ lâu. Trong đó có nhân viên phục vụ và không ít khách ở lại khách sạn. Đã thông báo cho sếp lãnh chưa, người phụ trách của khách sạn nói với nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh. Đã thông báo cho sếp lãnh rồi, sếp lãnh đang trở về Long Kinh. Còn dẫn theo người tới nữa, nhân viên phục vụ vội vàng đáp lời. Khách sạn cổ nhạc Long Sơn này cũng là một trong số những sản nghiệp của Lãnh Kế Hồng, coi như một trong số những sản nghiệp trụ cột lớn nhất ở tỉnh ngoài của nhà họ Lãnh. Thế nhưng vào sáng ngày hôm nay, vị khách ở tại phòng 1207 lại khiến cho cả khách sạn suýt phải đóng cửa. Bởi vì bên trong phòng tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, mùi hôi thối này gần như bao trùm lấy cả khách sạn. Dù cho có dùng bao nhiêu không khí trong lành để khử bỏ thì căn bản cũng chẳng thể loại trừ được cái mùi khó ngửi này. Mà người đang ở trong căn phòng này lại là một nhân vật có lai lịch không tầm thường, bên phía khách sạn căn bản không dám tùy tiện đắc tội. Dù gì thì người dám gây chuyện ở khách sạn cổ nhạc Long Sơn cũng không có nhiều, dựa vào danh tiếng của nhà họ Lãnh, dù là người của bốn gia tộc lớn thì cũng phải nể mặt vài phần. Lãnh Kế Hồng vừa mới tham gia tiệc tại Long Kinh. Căn bản không rảnh rỗi để tới đây, chỉ đành cử Lãnh Hàn Băng từ Sơn Thành tới. Nghe được thông tin này, Lãnh Hàn Băng lập tức gọi điện thoại cho người nhà họ Khổng. Dù gì hiện tại cả tỉnh Nam cũng đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Khổng, chuyện này đương nhiên phải thông báo cho người nhà họ Khổng biết. Khi tới trước cửa khách sạn, có một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng trông như một vị thần đang đứng đợi người nhà họ Lãnh. Ông lão này tên là Khổng Hồng Nho. Hơn nữa còn là một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 1. Nếu như không phải nhà họ Khổng vừa mới kiểm soát cả tỉnh Nam, cao thủ ở cảnh giới nhân vương căn bản sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đích thân tìm tới. Thế nhưng để khiến cho người dân của tỉnh Nam đều có thể cảm nhận được sự cống hiến của nhà họ Khổng dành cho tỉnh Nam, tộc trưởng của Khổng Thị mới cử Khổng Hồng Nho đích thân tới. Xin hỏi ông là Khổng Hồng Nho à? Lãnh Hàn Băng thấy người đàn ông trung niên thì tiến lên trước hỏi. Ừ, Khổng Hồng Nho gật đầu nói, vẫn nên lên trên xem trước đã. Cậu yên tâm, có nhà họ Khổng chúng tôi ở đây, chuyện này nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Khổng Hồng Nho vừa sải bước vào bên trong vừa nói với vẻ rất không kiên nhẫn. Dù gì ông ta cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân vương, thân phận địa vị cũng phơi bày ra đó. Vậy thì phải làm phiền ông Khổng rồi, Lãnh Hàn Băng cũng dẫn theo một đám vệ sĩ. Cùng tiến vào trong thang máy với Khổng Hồng Nho. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tới trước cửa phòng 1207 người bên trong nghe đây, tôi là Khổng Hồng Nho, dù cậu là ai thì cũng cút ra đây ngay cho tôi. Khổng Hồng Nho đã ngửi thấy mùi hôi thối đó ở trước cửa, ông ta vẫn luôn nín thở nhăn mặt, thậm chí ngay cả thở ra cũng không dám. Lãnh Hàn Băng đứng bên cạnh còn đeo cả mặt nạ phòng độc. Anh bạn, nơi này là khách sạn, thuộc về nơi công cộng. Hành vi của anh đã ảnh hưởng tới khách sạn của chúng tôi rồi, nếu như anh không chịu rời đi ngay, Lãnh Hàn Băng vẫn chưa nói hết câu, chỉ thấy cửa phòng 1207 đột nhiên mở ra. Vào khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Lãnh Hàn Băng vô thức lùi ra sau hai bước, mấy tên vệ sĩ chắn ngay trước người Lãnh Hàn Băng. Lúc này, có mấy cái xác đang nằm la liệt bên trong phòng, hơn nữa những cái xác này giống như từng bị loài mãnh thú gì cắn xé, máu thịt lẫn lộn. Có vài nơi máu tươi đã biến thành màu đen tím. Mà ở bên cạnh, có một bé trai chừng 7, 8 tuổi đang ngồi ăn từng thớ thịt sống đẫm máu. Thậm chí mỗi lần ăn một miếng là lại có không ít máu tươi chảy ra ngoài từ khóe miệng nó. Dù là Lãnh Hàn Băng thì khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt sợ tới độ hồn bay phách lạc. Những vị khách đứng bên cạnh đã nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bé trai đó chỉ nhếch mép cười với đám người.
sau đó nhìn về phía Lãnh Hàn Băng và Khổng Hồng Nho với vẻ hiếu kỳ. Khổng Hồng Nho khẽ nhíu mày, nhìn về phía cậu bé bằng mặt lạnh tanh, nghiến răng nói, to gan thật đấy. Dám ăn thịt người sống giữa thanh thiên bạch nhật, dù thân là võ giả, Khổng Hồng Nho cũng không tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt. Chỉ là ông ta vừa mới nói dứt lời, một giọng nói lạnh tanh đã vang lên từ trong một căn phòng khác, ông nói ai to gan. Dấu lớn có bản lĩnh thì nói lại một lần tôi xem. Khi giọng nói lạnh lùng này vang lên, Khổng Hồng Nho không khỏi giật mình. Luồng khí tức đó tuyệt đối không thuộc về cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3. Cùng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đi ra từ phòng ngủ phía bên trong, người này có thân hình cao to lực lưỡng, vừa mới xuất hiện đã cho tất cả mọi người một loại cảm giác áp bức rất mạnh. Tôi đang hỏi ông đấy, hoàn toàn không thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt người đàn ông trung niên, thế nhưng từ bên trong giọng nói lạnh tanh của ông ta thì không khó để nghe ra được sự phẫn nộ. Khổng Hồng Nho bị hỏi đến mức sững sờ, với kiểu trang phục và khí tức này, ông ta không cần đoán cũng biết được thân phận của đối phương. Người này chính là bá tước huyết vực, một trong số những bá tước của huyết tộc. Tiền bối, xin lỗi, xin tha cho vãn bối tội không biết. Mặc dù Khổng Hồng Nho cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân vương, thế nhưng dẫu sao cũng thấp hơn đối phương hai bậc cảnh giới nên đâu dám hoành hoang trước mặt đối phương cơ chứ. Đặc biệt đối phương còn là bá tước của huyết tộc, thân phận cũng có tầm ảnh hưởng bên trong huyết tộc. Vậy nên mới đầm đìa mồ hôi lạnh khi bị chất vấn. Ông là người nhà họ Khổng ư, bá tước huyết vực lạnh lùng hỏi, con trai tôi đói rồi, tùy ý ăn chút đồ, ông có ý kiến gì sao? Không có, tuyệt đối không có, Khổng Hồng Nho vội vàng xua tay. Là do vãn bối không biết con trai của tiền bối đang dùng bữa ở đây nên mới làm phiền, vẫn mong tiền bối lượng thứ cho ạ, Khổng Hồng Nho vội vàng chắp tay vái lạy. Sau đó quay người rời đi. Dù gì bá tước huyết vực cũng là người của huyết tộc, đừng nói là ông ta, dù là tộc trưởng tại của nhà họ Khổng gặp đối phương cũng phải khom lưng uốn gối, nào dám nói ra nửa chữ không. Mặc dù cảnh giới của bá tước huyết vực không cao, thế nhưng tới được tầng diện bá tước này thì đã có địa vị nhất định ở trong huyết tộc rồi, đắc tội với ông ta cũng chẳng khác gì đắc tội với cả huyết tộc. Dù mấy thế tử nhà họ Khổng như Khổng Thiên Tường và Khổng Hữu Bang tới thì cũng phải nể nang người ta mấy phần. Thế nhưng Lãnh Hàn Băng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì tức tới độ lông mày dựng đứng hết cả lên. Đây là sản nghiệp nhà họ Lãnh, làm gì có chuyện nhẫn nhịn được việc có người ăn thịt người sống ngay bên trong khách sạn giữa ban ngày ban mặt như thế. Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì thanh danh của nhà họ Lãnh sao còn nữa đây? Ông Khổng! Khi trước nhà họ Khổng mấy người đã đồng ý với tôi ra sao, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế. Lãnh Hàn Băng lao thẳng tới trước mặt Khổng Hồng Nho, chắn ngang trước lối đi của ông ta. Nơi này dẫu sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Lãnh, bất luận người chết có quan hệ gì với nhà họ Lãnh bọn họ hay không, chỉ cần xảy ra vụ án có liên quan tới mạng người thì cuối cùng vẫn phải do nhà họ Lãnh phụ trách. Sau lưng nhà họ Lãnh là Tiêu Chính Văn không sai. Thế nhưng chính bởi vì như vậy nên nhà họ Lãnh càng không dám gánh mối họa này. Có ai không biết vua Bắc Lương vẫn luôn công tư phân minh, chưa từng bảo vệ cho kẻ xấu. Xảy ra vụ án chết người, nhà họ Lãnh nhất định phải cho Tiêu Chính Văn một lời giải thích hợp lý. Mà cô gái bị giết hại lại còn là một sản phụ đang mang bầu, nhìn thấy cái bụng to sắp sửa lâm bồn lại bị ra tay độc ác, nếu như không có một lời giải thích rõ ràng với nạn nhân thì Lãnh Hàn Băng cũng chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình được nữa. Phí lời làm gì, còn không mau đi. Khổng Hồng Nho nhíu mày ra hiệu bằng ánh mắt với Lãnh Hàn Băng. Nếu đổi lại là người khác, hoặc là người của các phái trong võ tông, Khổng Hồng Nho tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ dựa vào việc ăn thịt người sống này thôi cũng đủ để ra tay tiêu diệt luôn đối phương. Thế nhưng đối phương là bá tước của huyết tộc. Bảo ông ta xử lý kiểu gì? Theo ông ta thấy, cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm này chính là biến chuyện to thành chuyện nhỏ, biến chuyện nhỏ thành không có gì, cùng lắm thì đền bù cho người nhà nạn nhân một số tiền lớn cho xong chuyện. Dù gì nhìn vào cách ăn mặc của người chết thì tuyệt đối không thể là người của gia đình giàu có gì, số tiền này thậm chí cơ thể do nhà họ Khổng bỏ ra. Ông Khổng, lẽ nào ông không nhìn ra đó là một bà bầu hay sao? Bên trong bụng cô ta còn có đứa bé vẫn chưa chào đời. Lần này Lãnh Hàn Băng hoàn toàn nổi điên rồi. Trước đây nhà họ Lãnh cũng từng bị người trong võ tông ức hiếp, nên càng hiểu rõ cảm giác đó như thế nào.
Dù biết rõ xuất thân của đối phương không tầm thường, thậm chí ngay cả Khổng Hồng Nho cũng sợ tới độ quay người rời đi, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ như thế. Tôi nhìn thấy rồi, nhưng cậu không nhìn thấy khách quý đang thưởng thức bữa trưa hay sao? Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói tiếp, Khổng Hồng Nho nói với sắc mặt cực kỳ khó coi, e sợ sẽ chọc giận bá tước huyết vực bên trong phòng. Cái gì, khách quý, còn để nó ở đây ăn trưa? Lãnh Hàn Băng nghe vậy liền nổi giận, chỉ vào mặt Khổng Hồng Nho nói, tên họ Hồng kia, ông nhìn cho kỹ đi. Nó đang ăn thịt người đấy. Lúc Lãnh Hàn Băng nói ra những lời này, môi hắn khẽ run lên vì tức giận. Đó là một người sống, hơn nữa còn là một người phụ nữ mang thai 8 tháng. Đây là hành vi tàn nhẫn trời đất không tha. Vậy thì sao chứ, Khổng Hồng Nho cũng tức giận ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Băng. Thì sao à? Ông bảo tôi giải thích với gia đình nạn nhân thế nào? Không chỉ con gái và vợ chết, ngay cả đứa con trong bụng người ta cũng bị lấy ra làm bữa ăn trên đĩa, ông bảo tôi giải thích thế nào đây? Lãnh Hàn Băng vô cùng tức giận. Lúc trước, hắn chỉ nghe nói nhà họ Khổng vô cùng huynh hoang, chưa bao giờ nghĩ người nhà họ Khổng lại thái quá như vậy. Ngay cả dã thú cũng không trơ mắt nhìn người khác giết đồng loại của mình, sao có thể coi đồng loại như bữa ăn như vậy chứ? Nghe Lãnh Hàn Băng hỏi vậy, sắc mặt của Khổng Hồng Nho vô cùng khó coi, nhưng lúc này, ông ta không thể để Lãnh Hàn Băng tiếp tục gây chuyện nữa, nếu chọc giận bá tước huyết tộc thì Lãnh Hàn Băng sẽ chết mất. Nếu Lãnh Hàn Băng chết thì thể diện của nhà họ Khổng sẽ bị ném lên trời. Vừa tiếp quản tỉnh Nam chưa đầy một ngày đã xảy ra vụ án giết người hàng loạt, người chết còn là cậu chủ nhà họ Lãnh, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài thì sau này nhà họ Khổng sao còn chỗ đứng ở tỉnh Nam nữa. Dù sao nhà họ Lãnh cũng khác với những gia tộc kinh doanh khác. Đằng sau nhà họ Lãnh còn có Tiêu Chính Văn, cho dù nhà họ Khổng muốn che đậy chuyện này thì cũng không che đậy nổi. Vì vậy, lúc này, Khổng Hồng Nho đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hừ, ông không cần giải thích gì với bọn họ, lúc này, bá tước huyết vực như đang xem kịch, nhếch mép nói. Sau đó, ông ta vung tay, một cái đầu lâu tái nhợt lăn tới trước chân Lãnh Hàn Băng. Cả nhà bọn họ đều ở đây rồi, chỉ là người phụ nữ này ngon hơn nên ăn cô ta cuối cùng. Bá tước huyết vực nói với vẻ chế nhạo. Nghe vậy, hai mắt Lãnh Hàn Băng đỏ bừng. Lãnh Hàn Băng thẫn thờ nhìn đầu lâu dưới chân hồi lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bá tước huyết vực hét lớn, tôi giết cả tổ tông nhà ông. Bởi vì quá tức giận, toàn bộ khuôn mặt của Lãnh Hàn Băng đỏ bừng, đôi mắt của hắn bao phủ bởi những tia máu. Người đâu? Toàn bộ vệ sĩ nhà họ Lãnh lên hết cho tôi. Lúc này, Lãnh Hàn Băng đã tức giận đến cực điểm, mất đi hết lý trí, chỉ vào bá tước huyết vực gầm lớn, hôm nay cho dù thiên vương đến thì tôi cũng phải giết hắn. Theo lệnh của Lãnh Hàn Băng, hàng trăm vệ sĩ mặc đồ đen xông lên tầng 12. Nếu tỉnh Nam là địa bàn của nhà họ Lãnh thì Lãnh Hàn Băng đã gọi điện cho người bao vây cả tòa nhà rồi. Lúc này, Khổng Hồng Nho tỏ vẻ khinh thường chế nhạo. Đừng nói là mấy trăm vệ sĩ trong giới thế tục, cho dù là hàng vạn người tới thì cũng có thể làm gì chứ. E rằng còn chưa kịp sờ vào quần áo của người ra, đều đã phải xuống địa ngục báo danh rồi. Nhưng nếu thật sự phát triển theo hướng này thì nhà họ Khổng sẽ gặp rắc rối lớn. Lui xuống cho tôi, Khổng Hồng Nho đột nhiên gầm lớn, sát khí quanh người phóng ra, thậm chí còn giết chết mất tên vệ sĩ xung quanh Lãnh Hàn Băng ngay tại chỗ. Dù sao những người này chỉ là người bình thường, dù biết mấy quyền đấm đá, nhưng thực lực vẫn chưa đạt đến cấp bậc quân vương, làm sao có thể chịu được tiếng gầm thét của cao thủ cảnh giới nhân vương chứ? Nhìn thấy vệ sĩ của mình đổ máu, ngã xuống đất, Lãnh Hàn Băng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Khổng Hồng Nho. Hừ, cậu gây loạn đủ chưa? Khổng Hồng Nho không thèm để ý đến ánh mắt đầy sát khí của Lãnh Hàn Băng, nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói, cậu đừng quên. Bọn họ chỉ là người bình thường, cậu muốn bọn họ chết uổng sao? Hơn nữa, cậu biết bên trong là ai không? Là bá tước huyết tộc đấy. Làm lớn chuyện đều không có lợi cho cả cậu và tôi. Lẽ nào cậu muốn chết ở đây sao? Lãnh Hàn Băng gạt tay Khổng Hồng Nho ra, nghiến răng nói, tôi là một người bình thường, nhưng ít nhất tôi vẫn là con người. Tôi biết chữ liêm sỉ viết như thế nào. Hắn đang làm gì? Hắn đang ăn thịt người. Ăn thịt chính người Hoa Quốc chúng ta. Nếu người của Võ Tông đều vô liêm sỉ như ông thì Lãnh Hàn Băng tôi cho dù phải chết cũng sẽ nguyền rủa các người chết hết. Lãnh Hàn Băng tức giận chửi bới,
Lúc này, gần như toàn bộ quan khách trong khách sạn đều kinh ngạc, thậm chí còn có nhiều người lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng vừa rồi. Khổng Hồng Nho bị mắng đến mức mặt mày tái xanh, ước gì có thể xé xác Lãnh Hàn Băng thành trăm mảnh để giải tỏa hận thù. Nhưng Khổng Hồng Nho còn chưa kịp làm gì thì cậu bé trong căn phòng đã nói, bọn họ ồn ào quá, con sợ. Bá Tước Huyết Vực nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nheo mắt nhìn Lãnh Hàn Băng nói, ông, vào đây, nghe vậy, Khổng Hồng Nho chợt cảm thấy sợ hãi, đúng là sợ cái gì đến cái đó. Thấy Lãnh Hàn Băng vẫn đứng yên tại chỗ, Bá Tước Huyết Vực lạnh lùng nói, sao thế, chẳng phải lúc nãy ông rất can đảm sao? Khổng Hồng Nho hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, cúi người, tiến lên một bước, nói với Bá Tước Huyết Vực, thưa tiền bối, cậu ta chỉ là một tên hậu bối không biết trời cao đất dày, xin tiền bối hãy giơ cao đánh khẽ. Chẳng phải hắn có chí khí lắm sao? Tôi muốn xem, xương của hắn cứng hay nắm đấm của tôi cứng. Nói xong, Bá Tước Huyết Vực nắm nhẹ vào khoảng không, cơ thể Lãnh Hàn Băng bất giác bay về phía Bá Tước Huyết Vực. Tiền bối, nhìn thấy cảnh này, Khổng Hồng Nho toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám bước tới ngăn cản. Sao thế, ông có ý kiến sao? Bá Tước Huyết Vực quay đầu, lạnh lùng nhìn Khổng Hồng Nho. Bị Bá Tước Huyết Vực nhìn chằm chằm, Khổng Hồng Nho vội vàng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Nhưng đây không phải lần đầu tiên nhà họ Lãnh đối mặt với Võ Tông, bọn họ đã từng đấu với cường giả vùng ngoài lãnh thổ và năm đại danh sơn, cho nên ánh mắt Lãnh Hàn Băng nhìn Bá Tước Huyết Vực không hề có chút sợ hãi. Lãnh Hàn Băng, còn không mau quỳ xuống trước mặt tiền bối Huyết Vực, Khổng Hồng Nho nghiến răng nói. Hừ, tôi quỳ trời lạy đất, quỳ lạy bố mẹ và vua Bắc Lương, còn loại xúc sinh này không xứng để tôi quỳ. Lãnh Hàn Băng trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Bá Tước Huyết Vực, không hề sợ hãi nói. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên, đầu gối của Lãnh Hàn Băng bật máu. Bá Tước Huyết Vực chỉ cần tùy ý phất tay cũng đã có thể đập nát đầu gối của Lãnh Hàn Băng. Bịch, Lãnh Hàn Băng mặt đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngã khuỵu xuống đất, nhưng cho dù là vậy, Lãnh Hàn Băng vẫn cố dùng hai tay chống đỡ, không chịu quỳ xuống. Nếu vua Bắc Lương biết chuyện này, nhất định sẽ không để ông sống sót rời khỏi nơi này. Lãnh Hàn Băng cố chịu cơn đau ở chân, gào to. Cái gì, Tiêu Chính Văn, hừ, e rằng hắn không có tư cách xen vào chuyện này. Tỉnh Nam hiện tại đã là của nhà họ Khổng chúng tôi rồi. Khổng Hồng Nho lạnh lùng nói. Lãnh Hàn Băng đương nhiên cũng biết tin tức này, cho nên mới không gọi điện cho Tiêu Chính Văn. Chỉ cần cậu quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với tiền bối thì tôi tin tiền bối Huyết Vực sẽ không, đừng làm nhảm nữa. Khổng Hồng Nho còn chưa kịp nói xong, Lãnh Hàn Băng đã tức giận gầm lớn ngắt lời, ông nghĩ người con của Hoa Quốc như tôi ai cũng vô liêm sỉ, bán nước cầu vinh như nhà họ Khổng ông sao? Tôi nói cho ông biết, dù có chết, tôi cũng không bao giờ quỳ xuống nhận lỗi trước loài xúc sinh như vậy. Chỉ cần tôi còn sống thì nhất định sẽ không để yên chuyện này. Ha ha ha, Khổng Hồng Nho cười lớn, nhìn Lãnh Hàn Băng, giễu cợt nói, cậu tự lo cho thân mình trước đi. Chỉ dựa vào mình cậu mà còn dám quản chuyện của vị tiền bối này sao? Rác rưởi mà cứ nghĩ mình cao sang, anh ta không quản được, vậy còn tôi thì sao? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Khổng Hồng Nho và đám người xung quanh đều sững sờ. Đặc biệt là Bá Tước Huyết Vực, ông ta không quan tâm đến Lãnh Hàn Băng nữa, mà đứng bật dậy, chắn trước mặt con trai mình giống như gặp kẻ thù lớn. Chỉ có Lãnh Hàn Băng sững sờ khi nghe thấy giọng nói này, rồi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Lúc này, một người đàn ông cường tráng như tháp sắt đang đứng ở cửa, ra hiệu cho người thanh niên phía sau. Khoảnh khắc người thanh niên bước vào phòng, biểu cảm của Khổng Hồng Nho và Bá Tước Huyết Vực thay đổi ngay lập tức. Long Hình, cậu giúp anh ta bôi thuốc đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn đưa tay ra kéo Lãnh Hàn Băng lại gần mình rồi giao cho Long Hình bên cạnh. Long Hình gật đầu, kéo Lãnh Hàn Băng ngồi trên hành lang, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ, đổ ra một ít bột màu trắng rồi rải lên vết thương của Lãnh Hàn Băng. Thấy Long Hình bôi thuốc cho Lãnh Hàn Băng xong, Tiêu Chính Văn nói tiếp, Long Hình, đi chuẩn bị một cái nồi lớn và một ít củi. Rõ, Long Hình đáp rồi quay người đi về phía thang máy. Tiêu Chính Văn, Khổng Hồng Nho nhíu mày, trầm giọng nói, cậu Tiêu, tôi nghĩ cậu nên làm rõ một số chuyện. Hiện tại, toàn bộ tỉnh Nam đều là do nhà họ Khổng quản lý.
cậu xuất hiện ở đây có vẻ như không hợp quy tắc. Lúc này, giọng nói của Khổng Hồng Nho hơi run rẩy, dù sao uy danh của Tiêu Chính Văn đã lọt vào tai ông ta từ lâu. Mặc dù ông ta chưa được tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn, nhưng đã nghe rất nhiều về chuyện Tiêu Chính Văn giết chết Lục Tiểu Thiến, ép chết Tư Mã Minh Húc, chém chết Thiên Minh Tử. Lúc nãy, bá tước huyết vực còn huênh hoang ngạo mạn, giờ đây cũng ngây người tại chỗ, ngay cả một ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Hừ, ông nói đúng, quả thực là không hợp quy tắc, Tiêu Chính Văn nhếch mép nói. Sau đó chỉ vào một cái xác trong phòng, lạnh lùng nói, nếu tôi nói không nhầm, theo như thỏa thuận, đây hẳn là chuyện của nhà họ Khổng các người nhỉ. Ừ, chuyện này, Khổng Hồng Nho sững sờ trước câu hỏi của Tiêu Chính Văn. Đừng lo lắng, nhà họ Khổng các người sẽ có cơ hội đứng lên chứng minh cho bản thân, chỉ là bây giờ, ông cút sang một bên cho tôi. Tiêu Chính Văn nói xong, nhìn cậu bé có vết máu trên khóe miệng nói, bây giờ tôi định nấu một nồi canh thịt cho bá tước huyết tộc nếm thử. Giọng nói của Tiêu Chính Văn không lớn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tầng tầng sát khí. Cậu Tiêu, giữa huyết tộc chúng tôi và các cậu, nước sông không phạm nước giếng, bá tước huyết vực nói với vẻ mặt hoảng sợ. Trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta không dám cao giọng, dù sao Tiêu Chính Văn cũng là nhân vật tàn nhẫn, ngay cả Lục Tiểu Thiến còn dám giết, chứ nói gì đến ông ta. Trước đây, khi Tiêu Chính Văn chém đầu hai hầu tước huyết tộc, ông ta đã tận mắt chứng kiến thần sắc uy nghiêm của Tiêu Chính Văn. Ồ, cái này gọi là nước sống không phạm nước giếng sao, Tiêu Chính Văn chế nhạo, chỉ tay vào thi thể trên mặt đất, lạnh lùng hỏi. Cậu Tiêu, người này không thể động vào, cậu ta là người của huyết tộc, bộp. Khổng Hồng Nho còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã giáng một cái tát vang dội vào mặt Khổng Hồng Nho. Cơ thể Khổng Hồng Nho nghiêng sang một bên, bay một đường chéo, mặt quét xuống đất, trượt xa hơn 20 mét đến thẳng cửa thang máy mới dừng lịa. Nhìn thấy cảnh này, tim bá tước huyết vực trùng xuống, e rằng chuyện ngày hôm nay khó mà giải quyết. Trong lòng ông ta thầm nghĩ sẽ ra tay giết gần hết đám người rồi dẫn con trai mình chạy trốn. Chỉ là ông ta đã quá đề cao bản thân, dù sao thực lực của Tiêu Chính Văn rất mạnh. Ngay cả người được mệnh danh là số một trong thế hệ trẻ như Tư Mã Minh Húc còn không có sức chống trả huống chi là ông ta. Lúc bá tước huyết vực vừa ra ta, bàn tay to lớn của Tiêu Chính Văn đã trượt cổ ông ta. Giác, Tiêu Chính Văn nâng chân, đá thẳng vào chân bá tước huyết vực, máu lập tức phun ra. Bá tước huyết vực không chỉ bị đánh tàn phế hai chân mà còn bị Tiêu Chính Văn ép quỳ xuống đất. Tiêu Chính Văn, ông ta còn chưa kịp nói gì. Tiêu Chính Văn đã xung tay phóng ra một tia lạnh lẽo, tia sáng xuyên thẳng qua giữa lông mày của bá tước huyết vực. Bịch, một cái xác đổ xuống đất. Bá tước huyết vực còn không có cơ hội phản kháng, đã chết ngay tại chỗ. Long hình, kéo nó xuống, nấu một nồi canh lớn, giao cho đám hầu tước huyết tộc ở Hoa Quốc nếm thử. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ vào cậu bé với ánh mắt hung dữ. Nghe vậy, Khổng Hồng Nho bên cạnh sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, ngã nhào xuống đất. Đến lúc này, chuyện đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Chính Văn nói xong liền xoay người chuẩn bị ra ngoài. Đợi đã, cậu Tiêu, chuyện này, không bao lâu nữa, đám bá tước sẽ tập hợp lại. Ông không nên nói quá nhiều về chuyện ngày hôm nay. Nếu không, nhà họ Khổng các người cũng sẽ thê thảm đấy. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Khổng Hồng Nho vô cùng sợ hãi. Lúc này, trong trang viên nhà họ Khổng đang tổ chức một bữa tiệc mừng cho Hứa Văn Long. Dù sao Hứa Văn Long cũng đã đột phá liên tiếp, khiến nhà họ Khổng nở mày nở mặt, đương nhiên nhà họ Khổng phải công khai chuyện này. Ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng được mời đến tham dự buổi tiệc. Anh Khổng, chúc mừng nhà họ Khổng anh lại có thêm một vị tướng mạnh nữa, Bạch Chiến Sinh liếc nhìn Hứa Văn Long rồi mỉm cười nói với gia chủ nhà họ Khổng. Đâu có... Nhà họ Khổng tôi vẫn luôn nhờ vào phúc phần của ông Bạch, gia chủ nhà họ Khổng cười nói. Dù sao Bạch Chiến Sinh cũng là người có thân phận, cho dù bây giờ nhà họ Khổng đã lớn mạnh, nhưng vẫn phải nể mặt Bạch Chiến Sinh vài phần. Anh Khổng khách khí quá rồi. Nào, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng anh Khổng, Bạch Chiến Sinh tỏ vẻ hào phóng, nâng ly, nói với mọi người. Ông Tần đại diện của năm đại danh Sơn cũng vội vàng đứng lên nói, đúng vậy. Nhà họ Khổng lại có thêm một nhân tài mới, thật sự rất đáng mừng. Thực ra tất cả chúng ta đều nên cảm ơn anh Bạch.
nếu không ngờ anh Bạch lên tiếng thì chúng tôi sao có thể phân chia với giới chính trị. Mọi người đều rất mong chờ ngày hôm nay, nếu không có anh Bạch, chúng tôi không biết đến bao giờ mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Gia chủ nhà họ Khổng nghiêm túc nói. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Nghĩ lại lúc đó, Tiêu Chính Văn mạnh đến thế nào? Đừng nói là năm đại danh sơn, mà ngay cả rất nhiều thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ đều bị Tiêu Chính Văn chà đạp đến không ngóc đầu lên được. Nhiều người thậm chí còn thua dưới tay thuộc hạ của Tiêu Chính Văn. Đúng vậy, trước đây, Thiên Minh Tử không nhưng không đạt được thứ mình muốn, ngược lại còn mất mạng. Đệ tử như Thiên Minh Tử làm sao có thể so sánh với tiền bối Bạch được. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến Tiêu Chính Văn cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Đúng vậy, chúng ta vẫn phải dựa vào uy danh của đế vương các thì mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Trong chốc lát, mỗi người một câu khen ngợi Bạch Chiến Sinh. Mặc dù miệng nói khiêm tốn, nhưng Bạch Chiến Sinh không thể che giấu được vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt. Thực ra tôi làm vậy cũng là vì lợi ích của mọi người. Võ Tông Hoa Quốc chúng ta không được thua các thế lực lớn của các nước khác. Tiêu Chính Văn cũng coi như là biết điều, đồng ý với điều kiện của đế vương các chúng tôi, chỉ là, đây cũng chính là huyệt chết của hắn. Võ Tông chúng ta cùng thiên tử thống trị đất nước, sau này các lãnh đạo lớn trở lại, hắn và thiên tử còn giá trị lợi dụng gì nữa chứ? Đến lúc đó, chẳng phải bọn họ sẽ là cừu non chờ thịt trong tay các vị sao? Bạch Chiến Sinh cười nói. Kế sách của ông Bạch quả là cao minh, nhưng tha cho tên họ Tiêu đó như vậy, liệu có dễ dàng cho hắn quá không? Nếu Tiêu Chính Văn có mặt ở đây lúc này, Ngụy Nguyên Cát chắc chắn sẽ không dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Nhưng lúc này, ở đây đều là người của bọn họ, cho nên gã có thể thoải mái phun ra lửa giận trong lòng. Hừ, không bao lâu nữa Tiêu Chính Văn đến cái xác cũng không còn, gia chủ nhà họ Khổng nhếch mép nói. Được rồi, hôm nay là ngày vui, mọi người đừng nói đến chuyện không vui nữa, nào, chúng ta, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Khổng Phi Nhĩ cúi đầu nhìn tên hiển thị, thấy Khổng Hồng Nho gọi đến, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nghe máy. Chỉ sau vài giây, biểu cảm của Khổng Phi Nhĩ thay đổi rất nhiều. Cái gì, ông nói cái gì, cô ta kinh ngạc nói, thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là gia chủ của nhà họ Khổng. Nói với vẻ mặt bất ổn, đã xảy ra chuyện gì khiến cô hoảng sợ đến vậy? Không, không hay rồi, hai vị bá tước huyết tộc đều đã chết ở tỉnh Nam chúng ta. Khổng Phi Nhĩ run rẩy nói. Cô nói cái gì, gia chủ nhà họ Khổng nghe vậy liền lao tới trước mặt Khổng Phi Nhĩ, vươn tay giật lấy điện thoại. Chuyện này chắc chắn không bình thường, hai bá tước của huyết tộc đã chết ở tỉnh Nam đấy. Hầu tước của huyết tộc trở lại lần này chung tay với bá tước. Tất cả có bao nhiêu người chứ? Hơn nữa còn là ngày đầu tiên nhà họ Khổng vừa nắm quyền ở tỉnh Nam đã xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau, đừng nói là tộc trưởng nhà họ Khổng cực kỳ lo lắng, mà ngay cả người nhà họ Khổng khác cũng sợ hãi toát cả mồ hôi. Thực lực của bá tước huyết vực không cao lắm, dù là nhà họ Khổng cũng ít nhất có thể tìm ra được mười mấy người dễ dàng giết người kia, nhưng vấn đề là giết bá tước huyết vực đồng nghĩa với việc vả vào mặt huyết tộc. Thậm chí còn có thể dẫn đến cuộc chiến quy mô lớn với huyết tộc. Nhà họ Khổng ở thế tục không gánh nổi trách nhiệm này, dù là nhà họ Khổng ở ngoài lãnh thổ cũng không dám nói chịu được. Một khi huyết tộc đánh đến cửa thì nhà họ Khổng sẽ gặp phải tai họa lớn. Chắc chắn huyết tộc không thể để yên chuyện này, một khi hầu tước huyết tộc đánh đến cửa, thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Thậm chí cả tỉnh Nam đều sẽ biến thành núi xác biến máu. Đến lúc đó nhà họ Khổng cũng sẽ không còn tồn tại. Việc cấp bách của nhà họ Khổng trước tiên là phải tìm ra tên hung thủ đó, kẻo đến lúc đó huyết tộc đến đánh cửa mình lại không thể giải thích được với họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt tộc trưởng nhà họ Khổng trở nên u ám, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nhà họ Khổng chúng ta, ai đã giết hai vị bá tước? Là Tiêu Chính Văn, trong cả thế tục cũng chỉ có anh ta mới có gan làm thế, mặt Khổng Phi Nhĩ tái nhợt nhìn tộc trưởng nhà họ Khổng nói. Nhưng Khổng Phi Nhĩ cũng chỉ nói ra tên Tiêu Chính Văn mà thôi, cô ta không dám nhắc một chữ đến chuyện xem nấu con trai ruột của bá tước huyết vực thành canh thịt, sau đó đưa đến cho hầu tước tại Hoa Quốc. Nấu người huyết tộc thành canh thịt đồng nghĩa với việc đang cưỡi trên đầu huyết tộc. Chẳng phải Tiêu Chính Văn từng nói, từ nay về sau sẽ cùng lãnh đạo Hoa Quốc với võ tông chúng ta, bản thân cậu ta không nhúng tay vào nữa sao?
Bạch Chiến Sinh cũng nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Tiền bối Bạch, đây đều là vì bá tước huyết vực bảo con trai của ông ta công khai ăn người sống trong khách sạn nhà họ Lãnh nên mới chọc đến Tiêu Chính Văn. Khổng Phi Nhĩ vội giải thích. Nhà họ Lãnh, Bạch Chiến Sinh hơi nhíu mày, nhà họ Lãnh đúng là người của Tiêu Chính Văn, hơn nữa đây còn là bí mật công khai. Tiêu Chính Văn làm thế cùng lắm chỉ có thể xem là bảo vệ cấp dưới, không thể xem là hủy bỏ thỏa thuận. Vậy nhà họ Khổng ông không bảo người qua đó sao? Bạch Chiến Sinh buồn bực hỏi. Chúng tôi đã bảo người sang đó ngay rồi, Khổng Hồng Nho gọi đến, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ đích thân ra tay vì chút chuyện nhỏ này. Sắc mặt Khổng Phi Nhĩ tái nhợt nói. Hai, các người đúng là thành công không đủ thất bại có thừa. Nơi này là tỉnh Nam, là địa bàn của nhà họ Khổng các ông, tại sao nhà họ Khổng không tự giải quyết mà còn phải đợi Tiêu Chính Văn ra tay? Nói đến đây Bạch Chiến Sinh đã hơi nổi giận. Biết rõ quan hệ của nhà họ Lãnh và Tiêu Chính Văn mà còn chậm chạp dè dà, đây chẳng phải như đang ép Tiêu Chính Văn ra tay giải quyết vấn đề sao? Tiêu Chính Văn chưa giết người nhà họ Khổng đã là nể mặt nhà họ Khổng lắm rồi. Hơn nữa chuyện này chắc chắn không phải là điềm lành, nếu sau này Tiêu Chính Văn lại nhúng tay vào chuyện ở các tỉnh khác thì phải làm sao? Tiền bối Bạch, hình như chuyện này không đơn giản như thế, Khổng Phi Nhĩ thở dài nói. Cô nói thế là có ý gì? Bạch Chiến Sinh sầm mặt, cực kỳ không vui nói. Mặc dù Khổng Phi Nhĩ là một trong các thành viên chủ chốt của nhà họ Khổng, nhưng cũng chỉ là một vai vế dưới mà thôi, thế mà cũng dám ngấm ngầm nói Bạch Chiến Sinh ông ta là trẻ trâu. Ông ta có lòng tốt muốn lấy được quyền lực ở khắp nơi từ giới chính trị Hoa Quốc rồi chia cho các phái và các gia tộc lớn ở Võ Tông, bây giờ xảy ra chuyện này, nhà họ Khổng không nghĩ cách giải quyết mà đùn đẩy trách nhiệm. Tiền bối Bạch, Tiêu Chính Văn đã nấu con trai bá tước huyết vực thành một nồi canh thịt, sau đó đưa đến chỗ hầu tước Phát Thiên, nói rồi cả người Khổng Phi Nhĩ như bị cạn kiệt sức lực quỳ rạp dưới đất. Nghe nói thế ngay cả tộc trưởng nhà họ Khổng cũng cảm thấy trước mặt tối sầm, họng hơi đắng suýt nữa thì phun ra máu. Giết người ta thì cũng thôi đi, còn nấu người của huyết tộc thành canh thịt. Đây là đang khinh thường huyết tộc, có khác gì công khai tuyên chiến đấu chứ? Khi nghe được mấy lời này, sắc mặt Bạch Chiến Sinh lập tức trở nên không còn màu máu. Mẹ kiếp, ép mấy người họ vào đường cùng đây mà. Ngụy Nguyên Cát vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh như băng cất lên từ trong không trung. Nhà họ Khổng các người xem huyết tộc bọn tôi là bùn cát đấy à? Vừa dứt lời một tia chớp màu tím đánh xuống, một phần sân của nhà họ Khổng ở tỉnh Nam lập tức biến thành biển lửa, vô số con cháu nhà họ Khổng đều chết chìm trong ngọn lửa lớn. Không có cơ hội sống sót. Khổng Vạn Thắng, lăn ra đây cho tôi. Sau đó một giọng nói hét lên vang vọng cả bầu trời cả tỉnh Nam, khí thế vô song, chấn động trời đất. Nhưng lúc này rất nhiều huyết tộc cũng bay lên không trung, thoáng chốc mây đen che phủ lao thẳng về phía trang viên nhà họ Khổng. Trưởng lão nhà họ Khổng không khỏi hoảng hốt, cả người quỳ rạp xuống chiếc ghế dưới đất. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Không ngờ báo ứng lại đến nhanh như thế, vừa nghe được tin tức thì Hầu Tước Pháp Thiên đã đến đây. Lúc này uy thế của Hầu Tước Pháp Thiên cực kỳ mạnh, làm chấn động cả phương trời, gần như lan ra khắp cả nước. Mau lên, mọi người nhanh chóng chạy vào nhà thờ. Khổng Vạn Thắng không hề nghĩ nhiều, là người đầu tiên ra ngoài khỏi đó. Đám người Khổng Hữu Bang lập tức phản ứng lại ngay, trong miếu thờ có thể tránh được một kiếp nạn. Lúc này uy lực trong không khí đó quá đáng sợ, cả tỉnh Nam đều bị mây đen che phủ, thậm chí ngay cả một tia ánh sáng cũng không lọt. Trong không khí khắp nơi đều tỏa ra khí tức máu, người bình thường có khi càng khiếp sợ nỗi đóng chặt cửa. Ông Hầu Tước, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Khổng Vạn Thắng lớn giọng hét lên nhận lỗi với ông trời. Nhưng mây đen trên trời không hề tản đi. Mà trên không trung còn xuất hiện một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Người này mặc bộ đồ áo dài đen, cả người đằng đằng sát khí màu máu như có thực thể. Mọi người mau chóng quay về liều của mình, lần này huyết tộc đến để trả thù, chắc chắn sẽ khiến lãnh thổ Hoa Quốc biến thành biển máu. Bạch Chiến Sinh thấy khí thế này của Hầu Tước cũng cảm thấy hơi lo lắng. Không ai có thể đảm bảo, huyết tộc chỉ nhằm vào nhà họ Khổng, mà không có mục đích gì. Một khi huyết tộc điên cuồng trả thì khắp nơi ở thế giới đều lộn xộn hết cả lên, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên tiếp quản khắp nơi,
nếu lại xảy ra bạo loạn, họ nên xử lý thế nào? Nhìn người đàn ông có vóc dáng cao lớn, Khổng Vạn Thắng run rẩy đứng dưới mái hiên, sau đó nhìn lên bầu trời nói, tiền bối Pháp Thiên, tôi quả thật không biết nhà họ Khổng rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì. Tại sao tiền bối muốn giết thế hệ sau của chúng tôi, mong tiền bối chỉ rõ. Lúc này Khổng Vạn Thắng chỉ đành ngồi nghiêm túc, trước mắt vẫn còn bảo vệ nhà họ Khổng, bảo vệ được sự quan trọng tính mạng của mình. Còn ra mặt là gì, tôn nghiêm là gì, lấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền. Lúc này Khổng Vạn Thắng đã thể hiện rõ bản chất vô liêm sỉ của mình. Tại sao ư, ông lại đây mà xem. Trong mắt Pháp Thiên đầy tơ máu, tiện tay ném một cái nồi sắt lớn ra. Trong nồi sắt còn một đứa bé 7, 8 tuổi bị luộc đến mức da đỏ hồng, hơn nữa trên nồi còn dáng một tấm sticker, trên đó viết rất rõ mấy chữ này, hoan nghênh nếm thử. Mẹ kiếp, Khổng Vạn Thắng suýt nữa đã nôn ra máu. Bốp, ngay khi Khổng Vạn Thắng chuẩn bị lớn giọng mắng thì hầu tước Pháp Thiên vả vào mặt Khổng Vạn Thắng một cái thật kêu. Nhà họ Khổng bắt buộc phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Pháp Thiên tức đến độ giọng điệu của câu nói cũng thay đổi liên tục, đôi mắt như thể sắp phun ra lửa, hung hăng nhìn Khổng Vạn Thắng mắng. Khổng Vạn Thắng bị cái tát của hầu tước Pháp Thiên đánh đến mức mặt đầy sao, ngay cả răng cửa của ông ta cũng bị đánh bay mất một chiếc, nhưng ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì người đánh ông ta chính là hầu tước của huyết tộc. Tiền bối Pháp Thiên, chuyện này thật sự không liên quan đến chúng tôi. Cho dù thuộc hạ của ông có ăn sống vài người đi nữa, thì nhà họ Khổng chúng tôi cũng tuyệt đối không nhúng tay vào, nếu cần, nhà họ Khổng còn có thể giúp bắt vài người sống để cho thuộc hạ của ông thưởng thức. Nếu tiền bối vẫn không thể nguôi cơn giận, người này vừa ở hiện trường, hơn nữa còn tham gia vào chuyện này, tôi sẽ giao ông ta cho ông xả giận. Khổng Vạn Thắng vừa nói vừa đẩy Khổng Hồng Nho ra ngoài. Khổng Hồng Nho vừa về đến nhà họ Khổng hoàn toàn ngây người ra. Ông ta biết rõ truyền thống của nhà họ Khổng là sống chết mặc bay, bởi vì bản thân ông ta cũng làm không ít những việc bán đứng đồng minh. Nhưng ông ta lại không thể ngờ rằng, Khổng Vạn Thắng lại mặt dày đến mức không biết xấu hổ như vậy. Ông ta thậm chí còn bán đứng người nhà họ Khổng, nhưng hầu tước Pháp Thiên vốn không cho cơ hội để Khổng Hồng Nho giải thích. Ông ta vung tay đánh một luồng điện ra, Khổng Hồng Nho lập tức biến thành một đống tro tàn. Hừ, ông cho rằng chỉ cần một mạng chó là có thể dập tắt cơn tức giận của huyết tộc tôi sao? Cả nhà họ Khổng các ông thật không biết xấu hổ, có thể gạt được những kẻ ngu ngốc ở thế tục, nhưng không gạt được tôi đâu. Món nợ máu của huyết tộc tôi, nhất định phải trả bằng tính mạng của toàn bộ người nhà họ Khổng. Ngay cả Khổng Vạn Thắng cũng không thể ngờ rằng, hầu tước Pháp Thiên lại không nói như vậy. Chưa kể đã giết chết Khổng Hồng Nho, lại còn muốn toàn bộ nhà họ Khổng phải chôn theo ông ta. Tiền bối, xin hãy nghe tôi nói. Hung thủ thật sự không phải là người của nhà họ Khổng tôi, mà là thằng Tiêu Chính Văn đáng ghét kia. Cho dù muốn tính sổ, thì cũng nên tìm Tiêu Chính Văn mới đúng chứ. Khổng Vạn Thắng vừa nói, vừa quỳ phập xuống đất. Vừa nghe thấy lời này, ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng tức giận. Khổng Vạn Thắng, lão già khốn nạn. Ông muốn hại chết người của cả Hoa Quốc sao? Ai cũng đều biết rằng, Tiêu Chính Văn từ trước đến nay là một trong những người thống trị thực sự của Hoa Quốc, tìm Tiêu Chính Văn báo thù chẳng khác nào bắt Hoa Quốc phải nhuốm máu. Sớm biết người nhà họ Khổng không có nguyên tắc như vậy, lẽ ra không nên đồng ý việc nhà họ Khổng quản lý tỉnh Nam. Và lại, tỉnh Nam đã gây ra cuộc náo động lớn như vậy, các phương tiện truyền thông lớn đã đặt sẵn máy quay ngay từ đầu, cảnh tượng hiện trường có lẽ đã lan tràn khắp cả nước rồi. Hành động của Khổng Vạn Thắng chẳng khác nào đang nói với người dân thường trong nước rằng, người của Võ Tông đều là những người không có nguyên tắc, là loại người không biết xấu hổ. Khoan nói đến người nhà họ Khổng cùng những thế gia đứng đầu của nhà họ Khổng như thế nào, đầu tiên đế vương các không phải như vậy. Đế vương các trước nay đều có nguyên tắc và ranh giới của mình, cũng luôn tận tụy hết mình vì tương lai của Hoa Quốc. Đến cuối cùng, lại bị những hạng người không biết xấu hổ như nhà họ Khổng liên lụy. Chẳng những làm ô uế danh tiếng, lại còn phải chịu sự khinh bỉ của hàng nghìn tỷ người đời sau, nỗi oan uổng này quá lớn, Bạch Chiến Sinh vốn không thể gánh vác nổi. Ông muốn tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn nhà họ Khổng bị hủy dưới tay tôi sao? Những con kiến kia có chết thì đã sao chứ? Chúng ta, Khổng Vạn Thắng còn chưa kịp nói hết lời, Bạch Chiến Sinh đã hất tay tát vào mặt ông ta. Ông ta làm như vậy chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu để ông ta tiếp tục nói,
địa vị của Võ Tông trong lòng người dân Hoa Quốc sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Bình tĩnh đi, ông giữ chân ông ta trước, tự tôi sẽ nghĩ cách cứu nhà họ Khổng ông, sắc mặt ông ta giận đến tái nhợt, thấp giọng hét. Giờ phút này, Bạch Chiến Sinh cũng không quan tâm đến thể diện nữa, vội vàng biến thành một luồng sáng, chạy thẳng tới Long Kinh. Chuyện này, chỉ có thể mời Tiêu Chính Văn ra mặt mới có thể giải quyết thuận lợi. Dù sao, Tiêu Chính Văn đã giết nhiều người trong huyết tộc như vậy rồi, cũng không tiếc thêm một hai người nữa. Hơn nữa, trong số bọn họ, người thực sự có thể chiến đấu với Pháp Thiên, cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn thôi. Khi đến chi nhánh của tập đoàn Vi Nhan ở Long Kinh, Bạch Chiến Sinh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện khác, ông ta la lên giữa không trung, Bạch Chiến Sinh xin được gặp mặt cậu Tiêu. Xin lỗi, anh Tiêu có việc đã ra ngoài rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Long Nguyệt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lời này vừa được thốt ra, chẳng khác gì giáng một đòn vào đầu Bạch Chiến Sinh. Cho đến bây giờ ông ta mới hiểu được, ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đang đào hố cho ông ta. Tiêu Chính Văn nhân lúc toàn bộ người của Võ Tông đang ăn mừng hớn hở, anh đã ra tay giết người của huyết tộc, còn chọc giận Pháp Thiên một cách triệt để, đến lúc đó, Võ Tông không muốn chống đối huyết tộc cùng Tiêu Chính Văn cũng không được. Nếu vấn đề của Pháp Thiên không giải quyết, chỉ e rằng không chỉ nhà họ Khổng phải chết, mà ngay cả nhà họ Ngụy và cả năm đại danh Sơn cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, ngọn lửa chiến tranh thậm chí sẽ bùng cháy đến vùng ngoài lãnh thổ. Một tai họa lớn như vậy, cho dù là đế vương các cũng không gánh nổi. Tiêu Chính Văn thì giỏi quá, gây ra họa lớn như vậy rồi biến mất, đây chẳng phải đang muốn lấy mạng ông ta sao? Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở một biệt thự ngoại ô phía tây của Long Kinh. Xung quanh ngôi biệt thự đều được những binh lính bao vây, trong số đó, người có thực lực yếu nhất, cũng có cảnh giới thiên thần 4 sao, thậm chí còn có vài cao thủ nhân vương cấp 1 đang đi lại tuần tra. Cậu Tiêu, trước đây đã đắc tội với cậu nhiều chuyện, mong cậu Tiêu rộng lòng bỏ qua cho. Lúc này, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ cường tráng, chắp tay chào Tiêu Chính Văn, nói một cách vô cùng cung kính. Bên cạnh ông ta, một thanh niên có khuôn mặt vàng như sáp, cũng thoe đó hành lễ với Tiêu Chính Văn. Khách sáo rồi, chỉ có điều tôi không ngờ rằng, đường đường là hầu tước Hận Thiên của huyết tộc, lại sống ẩn mình ở ngoại ô phía tây của Long Kinh thật sự khiến tôi kinh ngạc đấy. Tiêu Chính Văn vừa nói, ánh mắt đảo quanh người đàn ông trung niên vài vòng. Thật ra Tiêu Chính Văn vốn định giết thêm vài hầu tước hay bá tước của huyết tộc, nhưng Tiêu Chính Văn chưa kịp ra tay, thì Chu Trấn Long đã liên ạc với Tiêu Chính Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.